sau công ty cái tóc nóng nổi lên luôn. Hello các bác. Đơn tối qua thì nhà em vẫn đang chốt. Chốt hàng thiếu mã 26 của chị rồi, em xem lại tin nhắn chị Trang Lê. Chị Nhung ơi, chị kiểm tra đơn của chị Trang Lê em mới nha, chị ấy bảo thiếu một mã. Có bộ đồ đùi, có chứ chị ơi, có bộ đồ đùi cho các chị mà. Có, chị nào vào giờ thì các chị chẳng ai giúp em nhá. Thì nữa là có lên sơ mi cho các chị này, có bộ đồ này, bộ đồ thì không thể thiếu, áo kiểu. Nói chung là đầy đủ từ A đến Z đấy. Các chị nếu mà mình vào rồi thì các chị chấm tin nhắn luôn, chấm bài luôn giúp em mọi người nhá. Có em thấy chị bảo chi này, đùi jean à, có, tí nữa em sẽ lên, nếu mà có thời gian được thì sẽ lên quần đùi cho các chị. Máy nó cứ mờ mờ. Mờ, nét đâu mà nét, nó là mờ. Colotomic kia thì em hết rồi. Set chip à? Set chip thì để xem nhá. Áo em mặc không có lên đóng kiểu chất liệu. Kiểm tra chị chốt đơn được từ 6 vẫn chưa nhận được hàng. Ok chị Y Phan Ngọc, chị bổ sung số cho em đi. Mickey thì nhà em đã hết hàng mất rồi, phải mấy hôm nữa cơ, hàng chưa có về kịp. Ok mọi người ơi, chị nào vào rồi thì các chị chấm bài giúp em mọi người nha. Bây giờ lên luôn nè. Rồi các bác ơi, các bác vào chưa? Lên luôn nha các chị nhá. Đây, cái mấy cọc hàng bom em cắt nốt cho nó gọn. Cắt nốt mấy cái cọc này cho nó gọn nha các chị ơi. Lê Phương, Hương Yên. Một cái áo, một cái áo phông 108.000. Hẹn các buổi các kiểu mà không để lấy hàng. 108k thôi mà cũng bom hàng được. Kéo rồi. Nào chị ơi, vào luôn nha mọi người. Chia sẻ livestream các chị nhá. Có quần jean 35 cân không nhé? Không có quần jean 35 cân. Không có quần jean 35 cân chị nhá. 35 cân thì quá là bé rồi. Nhỏ đấy, mặc hơi. Mặc quần em sẽ bị rộng thênh thang luôn. Tại vì quần 35 cân là dành cho kiểu con nít rồi ấy. Kéo này đổ nó. Kéo này không cắt được. À chị ơi, vào luôn cho em mọi người nhá. Được chưa ạ? Mình lên luôn cho em đi. Đây chia sẻ livestream mọi người nha, lên luôn các bác này. Máy này mình lên luôn cho em, máy này tặng màu đi, tặng bom màu đi nhá mọi người. Tặng bom màu và kèm số cho em là ok này. Mã số cho em là tặng bom màu mọi người nhá. Đây cái bộ này. Siêu hot hit, siêu đỉnh đám luôn. Để cho các chị. Có em là chị Bách Thảo này. Chị nào vào rồi thì các chị chấm bài luôn giúp em mọi người nhá. Tặng bom màu cho em là ok. Không biết cho đây là những cái gì nhưng mà thôi, cắt ra và tặng cho mọi người luôn. Nên là các chị cố gắng là chia sẻ livestream với em nhá. Nếu mà trưa nay không có thì chắc là tối nay sẽ có. Ok cho mọi người. Đã mang con áo kiều này. Em vừa thấy chị Minh Châu tặng bom một mọi người nhá, 10k luôn. Mã này cho em áo phông. Chắc đẹp lắm. Kéo này các chị 60 cân đủ về cho em là ok. Tặng bom một và kẹp số cho em, mình hôm nay không nắng bỏng quá. Tặng bom một cho em nhá. Đẹp chưa các bác ơi, của em nè. Các chị ơi, tặng bom một cho em là ok nhá. Mã này em tặng luôn cho các chị với giá là 10k. Mình cứ lên đúng mã, chia sẻ livestream cho là ok. Chân máy bò thì em không lấy về các chị ạ. Chân máy bò nó năm nay lại nó không kiểu là hot. Nếu mà các chị thích thì chiều nay thì vẫn có. Chiều nay em đi săn cho mọi người thì tối nay vẫn có thôi. Đấy, các chị thích chân máy bò chữ A hay là chân máy bò ôm hay như thế nào. Nếu mà mọi người có yêu cầu thì tối nay em sẽ về cho các chị 1-2 mã gì đấy. Được chưa? 1-2 mã gọi là chủ đạo luôn. Tặng bom một và kèm số cho em nhá, với giá là 10.000 này. 60 cân đổ về cho em là bao vừa mã này. Ok chưa các bác? Mã số cho em là tặng bom 1 nhá. Mã em tặng luôn cho các chị với giá là 10k thôi. Tặng bom 1 và kèm số cho em nhá. Tí nữa có lên sơ mi đấy. Sơ mi tí nữa em cũng sale cho mọi người luôn. Sơ mi tí nữa sale hết cho các chị luôn. Đó dạ. Sơ mi có sơ mi, có áo kiểu, có phông. Nói chung là nhiều đầy đủ các kiểu con đạt điều cho các bác luôn. Được chưa các chị ơi? Chữ A rồi ok. Tặng bom 1 cho chị nào đây? Chị nào em thấy nhiều chị không chia sẻ livestream đâu. Nhiều chị cứ là comment như thế thôi. Chị Diệu Ái Phạm đi. Đưa 352, chị Diệu Ái Phạm một cái này. Ok. Tiếp tục chị tiếp theo cho em nhá. Lệ Phương à. Nào ơi chị ơi, dã man con áo này. Tặng bom 2 cho em đi mọi người. Tặng bom 2 cho em con áo này. Con áo này em tặng luôn cho các chị với giá là 10.000 nhá. Tặng bom 2.
Tặng bom 2 và kèm số có sơ mi ở ba nhà em cũng có mà. Tặng bom 2 các bác nhá, 10k này. Cái này các chị có dưới 60-65 cân đổ về trên là bao gồm 60-65 cân đổ về nhá. Áo này thì chắc chị nào mua hàng, mua hàng áo này thì là mình biết rồi đúng không? Tặng bom 2 và kèm số cho em là ok, với giá là 10k. Form chuẩn chỉnh đẹp với chị ạ. 60-65 cân đổ về ok, vô tư với thoải mái những cái con mã này cho em. Được chưa các chị? Tặng bom 2 và kèm số cho em nhá. Đây tặng cho bom 2 chị nào một chị may mắn đi. Chị Phan Huyền My này, lâu không thấy, khách mới luôn này. 416 chị Phan Huyền My một cái. Chị Phan Huyền My đuôi 416. Ok, tiếp tục cái này cho em nhá. Tiếp tục cái này cho em này. Không biết trong đây là những cái gì. Tiếp tục cái con áo này cho em. Đẹp quá các chị ơi. Đẹp dã man, đẹp rụng rời con tim luôn. Ok cho các chị. Rồi, cho em một con áo kiểu à. Một áo form và một áo kiểu này. Trời ơi, con áo kiểu. Nào các chị ơi, mình lên luôn cho em mã này mọi người nhá. Mã này các chị lên cho em mã này là comment cho em mã này là gì nhỉ? Tặng 1, tặng 2 này. Áo này các chị lên cho em mã này tặng áo kiểu đi. Tặng áo kiểu cho em nhá, con áo này em tặng cho các chị 30.000. Tặng áo kiểu và kèm số cho em 30k. Tặng áo kiểu 30.000 nhá, tí nữa dự báo là sẽ là một cơn lốc xoáy. Tặng áo kiểu cho em là được này, 10.000. Mỗi chị một cái. Tặng áo kiểu cho em nhá, 30k các chị ơi. Tặng áo kiểu 30.000. Cái này các chị có dưới 60k đổ về cho em nhá. Tặng áo kiểu 30k này. Áo kiểu 30.000. Áo kiểu và kèm số cho em nhá, 30k. Rồi, cái con này là size M mọi người nhá. Xinh chưa? Mã này các chị lên cho em, mã này tặng áo phông đi. Tặng áo phông cho em là ok. Còn set không đây? Tặng áo phông mọi người nhá. Tặng áo phông và kèm số cho em nhá. Với giá là đây. Áo này tặng cho các chị 30.000 luôn đi. 30.000 nhá mọi người. Tặng áo phông và kèm số cho em là ok. Nào các chị ơi, nhớ là chia sẻ livestream nhá. Chia sẻ livestream chụp lại màn hình những cái mã mà mình chốt. Được chưa các chị ơi? Em nhận được hàng rồi, siêu đẹp luôn ạ. À. Em cảm ơn chị Nina Nguyễn nha. Ok, tặng áo phông cho em này, 30.000. 65 cân đổ về. Áo kiểu cho chị HP1. Chị Nghi Đình à? Ok, chị Nghi Đình một cái này. Áo phông này cho chị HB1 mẫu ạ. Chị HB1 mẫu này. Ok, một con áo phông 10k à 30k này. Tiếp tục cái này cho em nhá. Đây. Thúy ơi vào lấy hàng chị đi Thúy. Đây tiếp tục con này cho em nhá. Lấy quần em, chọn cái quần này đi. Không ở trên đây trên bếp mà. Quần cáo, quần bò, quần vải. Đây. Con áo phông này à. Nào các chị ơi lên cho em cái này là mã số cho em là xả 1 nhá. Ghim số ở đây này. Xả 1 cho em mọi người này. Áo phông này em tặng luôn cho các chị với giá là 30.000. Xả 1 cho em nhá, 30k. Cái này các chị dưới 60 cân đủ về cho em. Xả 1 là được nhá, 30k này. Mã số cho em là xả 1. Chị nào lấy xả 1 thì mình chốt xả 1 cho em nhá, 30.000. Xả 1 và kèm số điện thoại cho em là ok, 30k. Đây còn hai cọc này, tí nữa em sẽ cắt tiếp cho các chị luôn. Em có ghi số đấy. Ok. Con áo đá này hôm nay chia hết cho các chị luôn này. Dã man này, ủa ôi con áo đá các chị ơi, hàng Quảng Châu này. 60 cân đổ về cho em nhá. Mã này các chị lên cho em, mã này là tặng A1 và kèm số cho em. Áo này em bán tặng cho các chị luôn. 39.000. Mã này các chị lên đúng mã cho em là A1 nhá. Áo đá em còn đồ tầm. Cái áo này còn nhiều em. 39.000. Em bán tặng nốt cho mọi người 39.000 một con áo đá hàng Quảng Châu. 60 cân đổ về cho em nhá các chị ơi. Mình lên đúng mã cho em, mã này là A1 cho em là được. 39.000 con áo đá này. Dã man các chị ơi, hàng Quảng Châu cho em nhá. Nhìn giúp em này. Cái áo này nó đang bán ở hơn 149 tệ cơ. Mà em bán tặng cho các chị có 39.000. 60 cân đổ về. Chị nào lấy con này bình luận là A1 và kèm số cho em nhá. 39.000 đồng. 60 cân đổ về cho em mã này. Dã man đẹp ok. 39.000 nhá, em có độ tầm 20 cái thôi. Chị nào nhanh thì mình chốt nhanh, chậm là mình mất cơ hội đấy nhá. 39.000. 30.000. A1 và kèm số cho em nhá, cũng 30.000. Đấy là xả 1 30k. Bác nào lấy A1 thì mình chốt A1 cho em nhá, 39.000 thôi. Mã này em tặng luôn cho các chị với giá là 39.000 đồng. 60 cân đổ về, hàng đầy đủ tang, mát xịn sò cho các chị luôn. Tặng luôn cho các chị 39.000 nhá, con áo này. Nhanh thì được, chậm là hết mọi người nhá. 60-65 cân đổ về trên là bao vừa. Mình không bao giờ mua được hàng nhà bạn. Sao nhà em là mua hàng dễ nhất rồi các chị ơi. Đấy.
Chị nhân trần cho xả một ạ. Xả một và A một và kèm số cho em nhá, 39.000. Nhà em là mua hàng dễ nhá, các chị thích mã nào thì comment mã đấy. Sau đấy ngày mai bên em gọi điện chốt đơn cho các chị là ok ngay. A một cho em nhá, 39.000. Có mấy cái sơ mi kia lụi lên đây, sơ mi màu hồng em. Chị đu lên của A một. Ok. Chị Lý Chi của A một. Chị Lý Chi này. Chị ta nhìn mi của A một. Ok. 39.000 cho em. Chị Lý Chi của A một. Chị Lý Chi của A một. Ok. Chị Ngọc Bích của A một. Chị Ngọc Bích này. Chị Hoa Trà. Để dã man con Nga luôn các chị ơi, 39.000 đồng cho em nhá. 39.000. 39.000 đồng. Chị Lý Chi này. Vừa rẻ vừa đẹp vừa chất lượng luôn này luôn, 65 cân đổ về cho em, các chị vẫn mặc vừa mã này. Nó là hàng đá cho em nhá. Nếu mà phông trơn thì em không nói, nhưng mà cái này là hàng đá các chị này. Nhìn giúp em một con áo đá như thế này. Không ạ, mà em bán tặng cho các chị có 39.000. Áo em mặc thì không bán. Từ 40 cân đến tầm 65 cân đổ về cho em nhá. 39.000 mà A1. Chị nào lấy A1 thì mình chốt A1 cho em. Con sơ mi này còn nhiều không em? A1 và kèm số cho em nhá. 39.000. Phong rộng rãi thoải mái. Xem các chị đang còn nhiều không? Sale nó là các chị 39.000 con này nhá. A lấy A1 thì mình chốt A1 và kèm số cho em là ok. 39.000. Hello chị Ánh Vũ, lên đúng mã cho là được mọi người nhá. Dương Lê Si, Si qua một ạ. Ok. À được anh ấy. A1 và kèm số đây mọi người nhá, 39.000 đồng. Rồi sang cho các chị một mã này này. Đây, mã sơ mi này hôm nay em bán tặng cho các bác luôn. Sơ mi nhà em là sơ mi hàng Quảng Châu nhá. Áo em chị lại khỏi chê chất nha mọi người. Áo em mặc thịt không. Hôm trước em có bán áo này, ơi, áo này các chị ơi. Mã này các chị lên cho em là A2 đi. Áo sơ mi kiểu này em bán tặng các chị nốt. Nghe giá thật mình các chị này, em còn vẫn còn bộ đá đấy. A2 và kèm số cho em nhá. Bán tặng luôn cho mọi người mã này, nhanh cho em nhá. 49.000. Nhanh thì được, chậm là hết hộ em. 49.000 mã A2. Dã man đẹp các chị ơi. 55 cân đổ về cho em nhá. A2 và kèm số cho em bao nhiêu ạ? 49.000. A2 ngay khẩn trương cho em nhá. Em bán màu nào các chị chốt màu đấy dùm em, được chưa các chị? Còn đâu em? A2 và kèm số cho em nhá. 49.000. Chị nào lấy A2 thì mình chốt A2 ngay khẩn trương cho em là được. 49.000 nhá. Chị Dương Lê có một lưu hàng Quảng Châu nhá các chị ơi. Ok. Mã này lên cho em là A2. Hàng này là hàng Quảng Châu, không phải hàng may thường. Cái này các chị gửi 55 cân đổ về. Em bán tặng mọi người mã này 49.000 nhá. 49.000 mã này, sơ mi kiểu. Nhưng mà còn một vài cái nữa em sale nữa cho các chị 49.000. Chị nào lấy A2 thì mình chốt cho em mã này là A2, 54 cân đổ về. 54 cân đổ về cho em mã này, các chị nhìn cái mác của em này. Các chị nhìn cái mác màu này là kiểu màu hồng tím, không hẳn là màu tím nữa chị ạ. Ngoài ở ngoài nữa thì vẫn có kiểu màu hồng hồng ấy. Được chưa? Chị nào lấy A2 thì mình lên đúng mã cho em là A2 là được. 49.000 nhá. A2 và kèm số cho em là ok. 49.000. Đẹp không? Đẹp không? A2. 49.000 con nào này. 49.000 A2 nhá. Bác nào lấy A2 thì mình chốt A2 cho em là ok. 49.000, 55 cân đổ về nhá mọi người. 55 cân đổ về cho em là bao vừa mã này. Không cần là đâu các chị ơi. Không cần là nó là đẹp như thế này rồi. Form dáng này, 55 cân đổ xuống cho em là vô tư mã này nhá. 49.000. Chị có tin A2 này. Ok. Bác nào lấy A2 thì mình chốt A2 cho em nhá. Tớ chắc áo em mà không bán đây các chị ơi, nhìn giúp em này. 49.000 một con áo sơ mi hàng Quảng Châu bao cho đẹp ok. Chị nào lấy A2 thì mình chốt A2. Hiện tại thì bên em còn mỗi màu tím thôi. Cái này có một cái cho chị ấy này. A2 mọi người nhá, 49.000. Bác nào lấy A2 thì mình chốt A2 cho là được. 49.000 nhá. Em còn có độ tầm mấy cái nữa thôi. Chị nào lấy nhanh thì chốt nhanh nhá. 49.000 mà A2. Rồi quần này em còn ít lắm các chị ạ. Nào mình lên cho em mã này luôn nhá. Trời ơi, VIP trưởng của ôi các bác ơi. A3 hộ em các chị này, 119.000 một quần. Sẽ có cho mọi người là size S, size M và size L. Hàng này mới ra nhá, hàng xịn sò cho các chị luôn. Mã này lên luôn cho em, mã này là A3 và kèm size cho em 119.000 một quần, chất co giãn cho em nhá. Đây, nó na ná cái quần em đang mặc luôn. Nhưng mà quần em đang mặc thì không co giãn, còn cái quần này là co giãn này các chị này. Dã man đẹp luôn cho em. Các chị lên đúng mã cho em, mã này là A3 cho em là được. 119.000 và kèm size của em nhá. Có S, có M và có L. S thì các chị dưới 51, M các chị dưới 52 và L các chị dưới 54 cân cho em. Hàng này là hàng theo các chị này. Mẫu mới ra nha các chị ơi, mẫu này mới ra đấy. Mẫu này mới ra cho em, nhanh thì được, chậm là hết. Nhớ là lưu ý là kèm size. Quần thì các chị phải kèm size nhé, em mới chốt đơn được. Nếu mà mọi người không kèm size thì em không bao giờ chốt đơn được đâu. A3 là kèm size cho em nhá. 119.000 một quần. Ok chưa các bác? Nhìn giúp em này, đã mang đẹp chưa? Theo.
này. Ok chạ, chị nào lấy A3 thì mình có mail là A3 và kèm số cho em 119.000 quần này. Có S, có M và có L. Mình lấy size nào mình chốt cho em là A3 và kèm size nhé mọi người. Cái này là... Chị lấy A3 size gì hả chị? Hàng này là hàng co giãn cho em đó chị thấy không? Co giãn rất là tốt như thế này. Form co giãn rộng rãi thoải mái nhá. Bác nào lấy A3 thì kèm size cho em là ok. 119.000, cái này là hàng siêu cấp, hàng đẹp. Co giãn rất là nhiều, chứ không phải là nó hàng không co giãn nhá. Hàng này là co giãn cho em. Ok, 119.000 nhá. Lên đúng mã cho em là A3 là được. Cái này các chị sơ vin cũng đẹp. Mình mặc giống quần cũng đẹp với chị ạ. Mình mặc kiểu gì cũng đẹp cho em mã này luôn. 119.000 một quần nhá. Không, A3 và kèm size và kèm số cho em là ok. 119.000. Đẹp rụng rời con tim luôn. Các chị nhìn giúp em cái quần này, dã man. Co giãn nhiều lắm, vì cái này là hàng xịn, hàng cao cấp nên là nó sẽ đắt hơn bình thường. Nhưng mà các chị yên tâm là về cái chất này nhá. Co giãn rất là tốt như thế này cho em này. Đấy, 119.000 một quần mã A3. Quần này mặc lên dáng thì là cặp cao, cho em không phải cặp trễ nha mọi người. Dáng này cho em là dáng cặp cao đấy, không phải cặp trễ mọi người nhá. Chị nào lấy A3 thì mình comment là A3 cho em là được. Với giá là 119.000. Con Hiền có sai đồ mọi người ơi. Ok chị là Thu Hương thêm một là hai áo A1. Ok chị gái này, xem còn màu gì đây. Ủa ơi, quần túi dài các bác ơi, dã man quần này. Em bán tặng các chị nốt này, A4 cho em mọi người nhá. Quần này có ngẫu nhiên màu, nó vẫn có size nhưng mà các chị cứ dưới 55 cân đổ về cho là ok. Mã này mình lên luôn cho em mã này là A4 và em sẽ bán cho mọi người con nào con quần này 69.000 một quần túi dài cho em A4 cho em nhá. Sẽ có đấy là túi ngắn này, túi dài sẽ có màu ruốc này, cho chị một mẫu màu của cái này đây, màu ruốc, màu kem và màu rêu đen đây, đây A4 và kèm ngay số điện thoại cho em 69.000 một quần, 55 cân đổ về cho em. Quần đuôi dài nha các bác ơi, dã man chưa, 69.000 một cái quần màu đen này, màu đen có ít thôi, chị nào lấy đi chốt nhanh nhá, dã man 69.000, 55 cân đổ về màu kem đó chị này. Ok chưa, A4 kèm ngay số điện thoại cho em. Nó có size nhưng mà em chốt cái size này các chị cứ dưới 55 cân đổ về cho em nhá. Màu xước của nó đây. Được chưa? 69.000 một quần, quần túi dài cho em. Chắc chị nào mà nhận quần này bên em là biết. Cái này bên em bán ở cửa hàng rất là chạy luôn. Riêng mã này bán ở cửa hàng siêu chạy. Đây và màu xám này các chị này. Chị toàn đang có A4 ạ. Kèm màu giúp em mọi người nhá. Kèm màu giúp em ạ. Các chị lấy đây. Đây. Màu gì comment màu cho em rồi. Dã man đẹp quá các bác ơi. A4 và kèm ngay số điện thoại cho em 69.000 một quần. Nhanh được chậm hết nhá. Hình như hết màu đen rồi đấy, không còn màu đen nữa đâu. Đây, màu xám của nó đây. Hết màu đen, vứt hết cái mã này ra đây đi để chị biết được bán. Dã man đẹp các bác ơi, khẩn trương cho em nào. Trời ơi, hết màu đen rồi. Hết đen luôn nhá mọi người. Để em hết đen luôn này. Hết đen rồi, bây giờ chỉ còn từng lấy màu thôi. Hết màu đen rồi ạ. Màu nào cũng đẹp, 69.000 một cái quần. Không ai bán được các chị giá này nhá. Có hai cái đủ màu. 69.000 một cái quần. Đây hết đen rồi. A4 ạ, hết đen. Bây giờ còn xám này. Còn rêu. Còn kem, màu kem này các chị này và màu ruốc như thế này. Các chị lên đúng mã cho em mã này là A4 cho em là ok. 69.000 một cái quần. Bao form chuẩn chỉnh đều cho các chị. 60 cân đổ về cho em là bao vừa mã này nhá. Lên đúng mã cho mã này là A4 và kèm số điện thoại cho em. Với giá là bao nhiêu các chị ơi? 69.000. Các chị chốt thì các chị chốt chắc chắn cho em. Tránh trường hợp mình xả đơn nhá. Chị khác thì không có, mình có thì mình xả đơn. Ok cho mọi người. Lên đúng mã cho là A4 là được. Anh cứ này chịu bỏ xong. Em sẽ có màu ruốc này, màu kem này. Size này dưới 55 cân đổ về cho em, hiện tại đang hết màu đen ạ. Màu rêu. Màu rêu với chị này và màu xám cho em mọi người nhá. 69.000 một quả quần phê như thế này. Các chị lên đúng mã cho em mã này là A4 cho em là ok đó chị ạ. 69.000 một quần. Form dáng rộng rãi thoải mái, 55 cân đổ về cho em, các chị nhìn cái cặp quần cho em chắc chắn chưa? Quần đũi nhá. Quần đũi sót thì em đã bán là quần đũi sót thì bán là tầm 75.000 rồi. Còn quần dài em bán được các chị có 69.000 một quần. Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em, mình ưng thì mình chốt. Mình không ưng thì mình trả lại hàng cho em. Nếu mà các chị nghĩ là 69.000 á, nó không xứng đáng với cái quần này, hoặc là cái quần này không xứng đáng với 69.000 thì các chị đóng gói gửi cho anh giao hàng, gửi về đây cho em. Được chưa các chị? A4 cho em là ok nhá, 69.000. Hàng này các chị đi buôn đúng không, có giá này. Nếu mà bán lẻ ra thì coi đóng này toàn phải 120 một cái quần. Nhưng mà em bán tặng mọi người 69.000. Tại vì nó thiếu màu, nó đang bị thiếu màu nên em bán tặng cho các chị luôn. Có màu xám này. Lên đúng mã là A4 giúp em nhá. Màu rêu để
tránh trường hợp mình bị sót đơn. Màu kem nữa chị nhá, và màu ruốc A4 và kèm size cho em là ok. À, kèm màu cho em là được, sẽ có màu ruốc đó chị này. Màu kem, màu rêu và màu xám. Mình lấy màu nào mình chốt cho em màu đấy là được nhá. Với giá là 69.000 một quần. Nhà em có túi quần nha các chị ơi. Nhà em có phong túi quần nha các chị này, có túi quần nhá. Không phải là trơn tru đâu, có túi quần. A4 ạ, chị Hoàng Lộc comment đúng mã cho em với. Chị Hoàng Lộc đang không comment đúng mã, máy tính bên em lại không in đơn được nè. Chị bảo chị có màu kem, chị Bùi Xuyên có màu kem mà. Ok, cứ lên đúng mã cho là A4 mọi người nhá. A4 và gạch ngang số điện thoại cho là ok. Màu kem, đây, màu rêu á chị này, màu rêu này. Màu kem này, màu kem á chị thấy không? Chị Hằng và Trân màu xám. Màu đấy, mình lấy A4 màu nào mình chốt cho em màu đấy. Nó là quần đũi dài nha các bác. Cái này là quần đũi dài cho em, form dáng rộng rãi thoải mái. Ok chưa? Bác nào lấy màu nào thì mình comment cho em là A4. Cái này có size, nhưng mà hiện tại thì nhà em chỉ chốt một size. Các chị có dưới 55 cân bao vừa. Tại vì sao các chị biết không? Nó có bo chun nè. Đây, mặc lên cái ống quần nó rất là thoải mái luôn cho em như thế này. Em ơi, mặc cái quần này nó siêu mát các bác ạ. Nó là chất vải cho em, đấy là vải đũi nhá mọi người. Cái này cho em là chất vải đũi. Các chị bao hàng đẹp cho em 60 cân đổ về, nói chung là tầm 55 cân đi. Đẹp nhất là tầm 55 cân cho em này. Có đủ size nhưng mà hiện tại bên em chỉ chốt một size thôi mọi người ạ. Nói chung cái form này mặc lên rất là đẹp. Chị nào lấy A4 màu nào mình chốt cho em màu đấy là ok. 69.000 một quần nhá. 69.000 một quần mà A4 dã man đẹp các chị ạ. Quá đẹp cái mã quần này luôn. Quần này dưới 55 cân cho em là bao đẹp các chị biết không? Nó có bo chun này. Em cao 1m55. Được chưa, các chị có bo chun thoải mái như thế này cho em. Xì còn một triệu nhà chân lai nhá, 30 cái là được tính nhá xì ạ. Đây các chị nhìn thấy màu kem của em chưa? A4 gạch nha, số điện thoại cho em là bao đẹp nha các chị nhá. Được chưa? Màu xám và màu rêu. Rồi em xin phép qua mã nha mọi người nhá. Tại vì chắc hàng này cũng không còn nhiều. Em sẽ qua mã này cho mọi người nhá. Rồi sang cho các chị một mã khác này. Chị nào lấy A4 màu nào thì mình chốt cho em màu đấy là ok nhá mọi người. Cứ lên đúng mã cho là được. Chị Đăng Sinh có màu rêu. Ăn cơm đi còn gì nữa? Có màu xám. Hương Hoàng có màu kem màu xám ạ. Hả? Chị có màu xám. Thúy Hoàng ăn cơm em. Chị Yến Phạm có một hai kem một giúp ạ. Quá đỉnh luôn các chị ơi. 69.000 một cái quần. Quần này là 69.000 cho em nhá. Các chị không nghe nhầm đâu. Buôn vào cái này toàn là 7, nói chung là toàn đầu trên 7 rồi. Toàn này bán là buôn vào cái này toàn là 80-90.000 một cái rồi. Làm sao bán được các chị được 69.000. Tại vì là em xả lỗ mã này. Tại vì nó đang hết màu đen. Đang hết màu đen rồi, hiện tại còn 4 màu này. Mình thích màu nào mình chốt cho em màu đấy. Màu nào cũng xinh các chị. 69.000 một quần nhá, mã A4 rồi. Em qua mã cho các chị nhá. Bác nào lấy A4 nữa thì comment là A4 cho em nhá. 69.000. Đây. Lên đây các chị đã bán quần là bán hàng đẹp cho các chị luôn. Bán hàng mà mình nhận hàng là mình mê luôn các chị nhá. Không bán vớ vẩn tùm lum này. Dã man đấy, bỏ quần nhà em. Các chị ơi, mình lên cho em mã này là A5 nhá. Ôi, quần ngố này dã man đẹp các chị ơi. A5 hộ em sẽ có cho mọi người là size S, size M, size L và size XL. Size to nhất là các chị dưới 60 cân đổ về cho em nhá. Mã này các chị lên cho mã này là A5. Quần này em bán tặng các chị này. 75.000 một quần, mua 2 cái thì là 140.000 2 cái quần. Nó là chất mì Hàn các chị ạ. Hàng em là đựng trong túi zip. Hàng xịn như thế này. Ok cho mọi người. Mã này các chị lên cho em mã này là A5 cho em nhá. Với giá là 75.000 một quần. Có size S, size M, size L và size XL. Size to nhất là các chị dưới 60 cân. Quần này nhé là chất mì Hàn, không phải chất cotton nhé mọi người. Nên các chị yên tâm là nó không bị xù, không bị bay nhào. Riêng mùa hè mặc quần này thì xinh hết sởi luôn. Chất mì cho em mọi người nhá. Đây, các chị cứ thể kiểm chứng luôn. Mình nhận hàng mình có thể kiểm tra hàng trước khi thanh toán mà các chị. Được chưa? Lên đúng mã cho là A5 các chị nhá. 75.000 một cái, mua 2 cái thì là 140.000 luôn. Đợi dạng quần ngố và đằng sau quần túi quần nữa các chị. Quần này là mặc nâng bông cho em nhá. Cái này là nâng bông không? 60 cân. 60 cân đổ về thôi ạ. Size to nhất là cái size 2XL nha các chị ơi. Nhà em sẽ đánh từ size M các chị ạ. Đánh từ size M đến size 2X. Tương đương với từ size S đến size XL. Nên các chị bắt đầu chốt từ size nhỏ nhất cho em là size M. Nó đánh form giống như hàng Quảng Châu ấy. Nên là nhà em sẽ đánh từ size M nhá mọi người. Đánh từ size M cho em. Size M, size L, size XL và size 2XL. Size to nhất các chị dưới 60, 61, 62 cân đủ về cho em. Được chưa? 75.000 một quả quần như thế này. A5 nhá mọi người, quần ngố là A5 cho em. Nó là chất mì. SOM em vẫn đang còn. Bác nào lấy A5 thì mình comment A5 cho em. Và các chị nhận được hàng, quần em sẽ trong túi zip như thế này nhá. Đầy đủ cho các chị thoải mái này. Có hướng dẫn sử dụng ở dưới đây. Đây, form quần được chưa các chị ơi? Em
em bán tặng các chị 75.000 một quần. 75.000 nhá, mua hai cái thì sẽ là 140.000 một đôi. Sẽ có từ size nhỏ nhất là size M. Size nhỏ nhất là size M các chị nhá. Mình chốt size giúp em với. Lấy size mọi người phải chốt size ạ. Chốt size giùm em nhá. Dã man đẹp luôn. 75.000 một quần nên các chị cố gắng lấy mình từ mua hai cái đi. Về những lồng may đẹp mình đỡ mất công mua thêm cái nữa, mất tiền ship đúng không các chị? Mua hai cái mình được còn bớt được 10.000 tiền ship nữa cơ mà. Đúng không các chị? A 5 và kèm size cho em là ok, chất u mì hà đúng em nhá. Cái này là giống chất u mì hà. Chị nào lấy A 5 size nào thì mình chốt A 5 và kèm size cho em là ok nhá mọi người. 75.000. 75.000. Không chị ơi, mua cả gì không được tính nhất sĩ đâu. A 4 em có size nhưng mà hiện tại còn lẻ size nên em sale cho các chị 69.000. Ok, chọn A 5 cho em nhá. Bắt đầu từ size M đấy. Size M tương đương với size S thôi. Vì cái này nó làm theo kiểu form may hàng Quảng Châu các chị ạ. Nó đánh từ size M đến size 2X các chị này. Tương đương với từ size S đến size XL nhá. Đấy, các chị chốt từ cho em là size size M đi. Size M nhưng mà các chị đừng, size M thì tương đương với là size S thôi nhá mọi người. Ok chị ạ. Ok. Với giá là 100, à với giá là 140.000 hai cái quần. Mua lẻ một cái là 75.000 các chị nhá. Huế Hoàng có hai lửa. Ok, cái này em còn mấy cái này. Các chị lên cho em này là A6 nhá. Em có quần shop A6 cho em mọi người này. Áo này em bán tặng nữa cho các chị này. Đấy chứ ạ, 49.000 A6 và kèm số cho em là ok. Sẽ có màu cho mọi người là màu hồng và màu xanh. Hồng và xanh cho em mọi người nhá. 49k. Sẽ có màu hồng và màu xanh. Mình lấy màu nào mình chốt cho em màu đấy nhá. 49.000 65 cân đổ về nhá các chị ơi. Sẽ có màu hồng và màu xanh. Mình lấy màu nào thì mình chốt cho em mã này là A6 và kèm màu cho em là ok nhá. Với giá là 49.000 đồng mã A6 này. Có hồng và có xanh mọi người nhá. Có hồng và có xanh em mới lên shop bò đấy. 49.000 bao hàng Quảng Châu cho các chị luôn này. Cái em còn ít lắm. Chị nào lấy màu nào thì mình cứ lên đúng mã cho em là A6 là được. 49k nhá. Sẽ có màu hồng và màu xanh. Mình thích màu nào mình chốt cho em màu đấy là ok. Đấy 60 cân đổ về. Cái màu thương em mọi người nhá. Kèm màu luôn cho em A6 và kèm màu luôn cho em là được 49.000. Cái này còn ít, sale nó là chỉ 49k nhá. 60 cân đổ về. Chị nào lấy A6 thì mình chốt cho em là được. Cái này sẽ có hai màu, màu hồng và màu xanh. Bác nào thích màu nào thì mình chốt cho em màu đấy. A4 em hết màu đen rồi. A4 em hết màu đen rồi nhá mọi người. Bác nào lấy A6 màu nào thì mình chốt cho em màu đấy là được nhá. Anh gặp vào anh đọc chốt hàng vào con rõ ràng lên. Ok, sang cho em mã này này. Sang cho em mã này là A7 nhá các chị ơi. Giá mai con áo này xinh á. Mã này các chị lên cho em mã này là A7 nhá. 99.000 mã này, hai size M cho em. A7 mọi người nhá, 99k. Em không có A, S đâu, em dài đâu ạ. Mã này các chị lên cho em mã này là A7 của em này. 99.000 nhá. Hai size M. Size S dưới 53 và size M các chị dưới 55 cân cho em. A7. Áo kiểu sạc hàng thiết kế mà em bán tặng các chị có 99.000 này. Áo này chắc chị nào mua thì em là không biết rồi. A7 nhá. A7 và kèm số điện thoại cho em là được. 99.000 màu hồng em còn có mấy cái thôi. Bác nào lấy A7 mình cho A7 cho em nhá. 99.000. Con này hôm trước chị nào mua nhà này em biết. Mặc lên phong đẹp lắm luôn. Riêng cái mã này cho em. Còn ít nhá, dập đi các chị này. Mã này mặc lên thì bao xinh. À hôm trước em bán là 130 đấy. Chị nào lấy A7 màu nào thì mình chốt cho em màu đấy nhá. A7 size nào mình chốt cho em là size đấy. Sẽ có hai size S và M. Cái này là hàng thiết kế cho em mọi người ạ. Hai size S M nhá. Tay của nó là dạng bồng bồng đó chị ạ. Tay của nó là dạng bồng như thế này này. Đấy. Đây, mặc lên là nó sẽ bồng bồng như thế này. Được chưa? Các chị lên đúng mã cho em là A7 cho em là ok nhá mọi người. A7 và kèm số cho em. Chị ơi, con này xinh này chị Kim. Con này xinh này. Con A7 này xinh này. 99.000 một con A7 nhá. Cái này là em mua được giá sale, bán cho các chị giá sale thôi. Chứ thực ra con này nó đang bán toàn là buôn vào trăm mấy. Em bán hôm trước là 130, 140 rồi đấy. Hôm nay bán tặng mọi người 99.000 mã A7. A7 và kèm size cho em mọi người nhá. 99k. Đi qua 6 màu xanh. Ok. Đi cường qua 6 màu xanh. A7 cho em mọi người nhá. 99.000 mã A7. Chị nào lấy A7 mình chốt A7 cho em 49.000. A7 và kèm số cho em nhá. Đây các chị ơi nhìn giúp em này. Tay của nó là dọc bồng như thế này. Xem nó cho các chị 99.000 nhá. Vâng ok chị ạ. 99.000 nha. Đây các chị nhìn cái tay cho em này xinh chưa? Quá trời là xinh như thế này luôn. Mã số cho em là A7, 99.000. Bác nào lấy A7 thì có mấy là A7 cho em nhá. 99k. 99.000 nha, mã A7. Chị nào lấy A7 thì mình chốt A7 cho em. Chị số nào được nè. Bác nào lấy A7 thì có mấy là A7 cho em nhá. Rồi. Chiều hôm qua A5 xay lửa. Đúng nhạc nữa đấy. Có gì nào?
bò già cho em này. Thôi thôi mẹ đi nghỉ đi. Bố chi cho em bò quần bò này con. Ok xong quần này cho em các bác ơi. Dã man đến quần này này. Mã tặng nốt cho mọi người nhá, 149.000 quần bò này. Mã số cho em là A8. A8 mọi người nhá, 149. Chị lên khoảng 37 thì lấy 1.000 chị nhỉ? Chị nào lấy A8 thì mình comment là A8 cho em nhá. 149.000 mã A8 này. A8 và kèm số điện thoại cho em là ok, 149. Size S, size M và size L. S các chị dưới 51, M dưới 53 và L các chị dưới 55 cân cho em nhá. 149.000 theo Mickey, Mick cổng này. A8 và kèm size đây mọi người nhá, 149 ạ. Chị nào lấy A8 thì mình chốt A8 cho em nhá. Và kèm size giúp em, 149.000 quần này. Mã số cho em là A8, nó là dáng boy nhá mọi người. Cái này cho em là dáng boy mọi người nhá. Cái này cho em là dáng boy. Chị nào lấy A8 thì mình chốt cho em mã này là A8 và kèm size, 149.000 nhá. 149.000 mã A8. Nhanh lên. Chị lên qua ai gì? Lê mày quá đi. Cái vũ có A8, tay em. Ok. Tay em này. Chị trang lên có A8 CL. CL này.
Chị nào lấy A13 thì mình chốt cho em mã này là A13 nhá. 175.000. Ok. Kim Nguyễn luôn này. Ok luôn. Loan Nguyễn ơi, chị mua lẻ là mua xỉ đây.
cho chị Thảo như một cái 16 nữa này. A 16 cho em nhá, 59.000. Sơ mi túi nắp theo 58 cân đủ về. Nó là chân túi nha mọi người. Cái này là chân túi cho em nhá. Chị nào lấy con này bình thường luôn cho em, hay là A 16 và kèm số cho em là ok. Với giá là 59.000. Mã này em chia cho mọi người 59k nhá. Đâu có quen nếu mà chung đâu mà đi rồi chị. 59.000 A 16 ạ. Chị nào lấy 16 thì mình chốt 16 cho em nhá. Sơ mi màu. Xe luôn nữa các chị, 59.000 có theo logo các chị này. Xe luôn các chị 59k nhá. A 16 ạ. Chị nào lấy 16 thì mình comment là 16 cho em, 59.000. Đó là hàng Quảng Châu hết cho em đấy, không phải hàng may thường của mình đâu. Màu vàng nhá. Chia cho mọi người giá 59.000 A 16. Bác nào lấy 16 thì mình chốt 16 cho em nhá, 59k. Form dáng rộng rãi thoải mái được chạm 55 cân đổ về. 55 56 cân đổ về. Chị nào lấy 16 thì mình comment là A 16 cho em là được, 59.000. Loan Nguyễn có 26. Loan Nguyễn 2 này. 52 cân thì mặc cho em là size M. 52 cân mặc size M là bao vừa luôn. A 16 mọi người nhá. Chị nào lấy 16 thì mình cho 16 cho em là được. Với giá là 59.000. 59.000 A 16. Bác nào lấy 16 thì mình cho 16 cho em nhá, 59k. 59.000 nhá. Rồi các chị lên luôn cho em mã này này. A 17 và kèm số cho em mọi người nhá, A 17. A17 và kèm số cho em này, 59.000 hàng mắc thỏ nhá. Chị nào lấy A17 thì mình chốt A17 cho em. Cái này có bác dưới 60 cân đổ về cho em là ok nhá mọi người. A17, 59.000. Chị nào lấy 17 thì mình chốt 17 cho em nhá, 59k. Form chuẩn chỉnh đẹp luôn các chị thấy không, 60 cân đổ về cho em nhá. Bác nào lấy 17 thì mình chốt 17 cho em là được, 59.000. 59.000 mọi người nhá. Ai lấy 17 thì mình chốt 17 cho em này. Form đẹp chưa, 65 cân đổ về là bao vừa mã này cho em. Áo em mặc không. Bác nào lấy 17 mình cho 17 cho em nhá, 59.000. Cái này là hàng mắc thỏ cho em này. Chất mềm và đẹp luôn, cái này là dáng vừa. Em hết rồi nha chị ơi, 60 cân đổ về. Ai lấy 17 thì mình comment là A17 cho em nhá. Với giá là 59.000. Hàng này là hàng mắc thỏ cho em mọi người nhá. Chất đẹp vô đối luôn. Mà em sale mã này cho mọi người với giá là 59k thôi. Chị nào lấy 17 thì comment là 17 cho em là ok. Không, còn em mặc cũng không có bán. Chị Thủy Tiên có 17 ạ. Chị Thủy Tiên 17 này, 59.000 nha các chị ơi. 59.000 một con hàng mắc thỏ 60 cân đổ về. Bác nào thích 17 thì comment cho em nhá. Ok. 59.000. 59.000 mọi người nhá, một con áo phông đẹp như thế này. Bác nào lấy 17 thì chốt 17 cho em nhá, 59k. Form dáng đẹp, chất đẹp, 60 cân đổ về. Ai lấy 17 thì cứ lên đúng mã cho là A17 là được nhá, 59.000. 59.000 A17 nha. Bác nào lấy 17 thì chốt 17 cho em nhá, 59k. Ok mọi người, A18 này. Xin chưa các bác ơi, 119.000 hộ em. A18 sẽ có màu kem, màu hồng nhá. Và cái này em còn mỗi size M, 55-56 cân đổ về. Sẽ có màu kem và màu hồng. A18 hộ em 119.000. Chất liệu là vải tơ nhá. Chị nào lấy 18 thì mình chốt 18 cho em. Lấy nốt nha chị ơi, còn từng đây lấy nốt không? Cái này có size S và size M đấy. Chị lấy số lượng như thế nào? Đẹp vô cùng, vải Volga nhá. Cái này là em sale các chị đấy. Hôm trước đang báo là 130. Ok, 5 kem 5 hồng của chị Kim Nguyễn này. A18 cho em nhá. Đang còn A18 cho em, chất liệu của nó là vải Volga đấy. Mềm, đẹp. Đây, con này còn mấy cái này. Ok. A19 nhá chị ơi. A19 của em này dã man xinh nha các bác. A19 nhá, em hết 18 rồi. A19 của em, con áo này em bán tặng các chị luôn. Xinh lắm, sơ vin cũng đẹp. 60 cân đổ về, 119.000. A19. Chị nào lấy 19 thì mình cho 19 cho em nhá, 119k. A19 cho em này. Chất đẹp vô đối luôn. Bác nào lấy 19 thì mình cho 19 cho em. Tối nay em về thêm quần đấy, chị Ánh Vũ 2 này. Ok, em còn đúng một cái nữa là hết nhá. Còn đúng một cái nữa thôi, hôm nay sale hết áo kiểu cho các bác luôn. A20 con áo này các chị ơi. A20 bán tặng cho các chị 99.000. A20 này, nó không in rồi. A20 mọi người nhá, 99.000. Chị nào lấy 20 thì mình comment là 20 cho em, xinh lắm luôn ấy. Size M nhá, hàng này là hàng thiết kế của em. A20 và kèm số cho em 99.000 A20 này. Chị nào lấy A20 thì mình chốt A20 cho em nhá, 99.000 này. Cổ phối gen này, cổ phối gen cho em mọi người thấy chưa. Phối gen cổ này mặc lên siêu xinh nhá. Sơ vin đi làm các thứ cũng rất là ok luôn các chị thấy không. Cổ là cổ phối gen như thế này. Đấy,
A20 và kém số cho em là đường nhá, 99.000. Chị nào lấy A20 thì mình cứ là 20 cho em là ok, 99k nhá. 99.000 mã này sơ mi trắng đơn giản thôi, tay ống bo này. Bác nào lấy A20 thì mình chốt A20 cho em nhá. 99.000 A20. A19 em hết rồi. Sao cho em mã này là A20 là được nhá. Đâu, các chị bình luận mà. Chị Huyền Lê 20 này. Ok, chị nào lấy 20 thì mình chốt 20 cho em. 99.000. Ok mọi người. A21 giúp em nè. Con này em bán tặng nốt các chị nhá. A21 luôn giúp em, bán tặng nốt cho các chị luôn. 49.000 A21. Ai lấy 21 thì mình comment là 21 cho em này. Áo này người ta vẫn đang buôn toàn là trăm mấy nhá mọi người. Em bán tặng các chị 49.000 A21. Cầm nữa không đẹp đâu, mặc mới đẹp, 54-55 cân đổ về. 49.000 A21. Chị nào lấy 21 thì mình chốt 21 cho em nhá. 49k xinh vô cùng luôn này. Vừa rẻ vừa đẹp nha các chị ơi, tay này. Chất vải thô mềm 49.000 nha. Ok chị Anh 44 này. Hết A21 luôn. Rồi em hết A21 mọi người nhá. 49k. Đây xong bầu kem này. Xong bầu kem cho em mọi người nha. A22 49.000 lên luôn đi. A22 của em các chị ơi, 49.000 bầu kem này, xinh không? 22 mọi người nhá. 49.000 em còn từng đem xe hết rồi các chị luôn đi. A22 49.000. 21 em hết hàng rồi. 22 nha. 49.000 không xỉ nha con. 22 trả lỗ mất rồi. Nhập vào 90.000. Thả đi 50.000. Cái đấy là 20. Cái này là 20 này. Cái này 20. Chị Anh Vũ lấy 2. À cái này là 21. Cái này là A21. A20 hết rồi. A20 cái mã kia. Cái này là A21. Không, chỉ 4, anh Vũ là lấy 4 cái A29. Ờ, đấy chưa cắt nữa, A20 đó. A21. Ờ, cái này là 99. A20 là 99. Cái này là A22. A22 49.000. Đây, A22 đây, 49. Cho các chị này. A25 cho em mọi người nhá.
em sale note là các chị 49.025. Mặc lên Giáng sinh vô cùng. Sẽ có cho mọi người là màu ruốc này. Màu ruốc mọi người nha. Màu ruốc các bác ơi, màu ruốc này. Màu kem, màu đỏ, màu vàng. Mã này mình lên luôn cho em, mã này là A25 mọi người nhá. 49.000. Sale luôn mã này cho mọi người 49.000, dáng cổ vest xinh cho. Màu ruốc, màu kem, màu đỏ và màu vàng. Bán tặng luôn cho các chị với giá là 49.000 đồng A25. A25 cho em nhá, 49.000 này. Xinh vô cùng xinh luôn, 55 56 cân đổ về cho em là ok, 55 cân đi. Và màu vàng. Em bán tặng mọi người 49.000. Em không kiểu xả đơn như thế đâu nhá. Xả đơn như thế em không chốt đơn đâu. Được chưa ạ? A25 dùm em 49.000, em rất là đồng bóng. Một ghi cả chiều các chị rồi, nhưng mà các chị cứ xả đơn như thế em không chốt đơn đâu. A25 nhá, 49.000. Em sẽ có cho mọi người là màu vàng, màu đỏ này. Chị nào mình lấy màu nào mình chốt cho em màu đấy nhá. Chị em bỏ lấy màu gì chị? Đây, màu đỏ này. Thì em bỏ có màu ruốc. Màu đỏ đây các chị nhá. Có màu đỏ này. Xem liếc ở xem hình như không còn màu kem nhiều đâu. Hết màu kem này. Bây giờ em còn màu ruốc, màu vàng và màu đỏ 49.000. Vàng ruốc đỏ cho em mọi người nhá. Vàng ruốc đỏ 49k. Áo này không xinh không lấy tiền của các chị. Ok chưa? 49.000 A25. A25 cho em là đường nhá. Cái này là hàng em là hàng Quảng Châu. Có một anh kem á. Đây. A25 cho em nhá, hàng này là hàng Quảng Châu luôn giúp em, 49.000. 49.000 A25, rồi cho mình cái móc ở đây. Sẽ có màu ruốc, màu đỏ và màu vàng. Thì nào lấy 25 màu nào mình chốt cho em màu đấy nhá. 49.000 ạ, màu nào cũng rất là xinh đấy chị ơi, mình chỉ là mình mix đồ một phát là nó dễ ra ngay. A25 cho em là đường này, 49.000. Quá xinh rồi, mà cái này là hàng Quảng Châu cho em nhá, không phải hàng may thường. 55 cân đổ về cho em là ok nhá, sẽ có màu ruốc các chị này. Màu ruốc, màu vàng và màu đỏ. Mình thích màu nào mình chốt cho em màu đấy là ok nhá. 49.000 này. Màu đỏ này. Rất là xinh, dáng lên dễ mặc cực kỳ. Các chị sơ vi này đóng thùng đều đẹp mà. Dáng này là dáng cổ vét, bao đẹp cho các chị luôn. 49.000 nhá, A25. Có màu vàng, màu ruốc và màu đỏ. Mình lấy màu nào mình chốt cho em màu đấy. Màu đấy vẫn đang còn. Đây. Có đỏ này. Có đỏ nha mọi người, có đỏ, có vàng và có ruốc. Đây, màu ruốc đây. 49.000 một áo. A25. Các chị lấy màu nào thì mình chốt em màu đấy. Em hơi màu kem à. Cái loa ngủy có đủ màu. Được chưa các chị ơi? Thì con ăn có đỏ. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng xinh. 49.000 một áo. Giá rẻ như cho luôn các chị ạ. Em nói thật luôn, giá này có bao rẻ cho các chị luôn. Đây, màu đỏ, màu vàng và màu ruốc nhá. Nhưng hoa ngủy thôi, chỉ lấy màu vàng hay màu ruốc thôi chị. 49.000 em có thấy chị Fuzumi. Chị cho em xin số đi ạ. 49.000 cho em nhá, A25, 49.000. Sẽ có màu đỏ này, màu vàng và màu ruốc. Mình thích màu nào mình chốt cho em màu đấy là ok nhá mọi người nhá. 49k. A25. Hai màu ạ. Được chưa? 49.000, 55 cân đổ về. Giá này mặc lên rất là dễ mặc. Chị nào lấy màu nào thì mình cứ chốt cho em là A25 là được. Hàng Quảng Châu thì em không biết chất gì cả. Các chị gửi lên đúng mã cho em, mình được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Màu có màu ruốc à? Đẹp thì mình lấy, không đẹp thì các chị gửi lại cho em. Được chưa? Không đẹp thì mình gửi lại cho em là được. Nhưng mà nhớ trả cước cho em nhá mọi người. A25. Tại vì em bù cước là các chị đi rồi đấy. Đi là bù 15-20.000 một đơn hàng. Tiền về các chị bắt em trả cước nữa thì em không đủ luôn đấy mọi người. Đỏ này. Tại vì nhà em ship nhanh. Còn đơn hàng về nhà em sẽ mất 45.000 tiền ship. Nên là mọi người cố gắng là nếu mà mình thấy là nó không xứng đáng thì mình nhớ trả tiền ship cho em nhá. Được chưa các chị? Trả luôn tiền ship cho em là ok. Đấy ạ. Đỏ này. Vàng này. Ruốc này. Các chị thấy là mình bỏ ra 50.000 một con áo sơ mi. Nó không xứng đáng với số tiền mình bỏ ra. Thì nhớ trả tiền cước cho em nhé mọi người, được chưa? Thế là chị em mình thống nhất với nhau từ đầu nhá. Hôm nay lúc này bảo làm sao lại phải trả tiền cước cho nhà em. Đấy. Thật ra nên là mọi người nếu mà mình không thông thì mình trả lại cho em. Nhưng mà nhớ trả tiền cước. Mình một đơn hàng về nhà em là mất 45.000 tiền cước rồi. Con này còn chưa bán nữa chị ơi. Quần ba ghi vải. Quần sóc vải cho em này. A25 hộ em, A26 nhá. Quần sóc vải A26 giúp em này. Có size S, size M, size L và size XL. Hai màu, màu kem và màu đen. Em bán tặng các chị 79.000. Phí ship bên em là 30k. 30k là bên em là hỗ trợ phí ship cho mọi người rồi. 79.000 mua 2 cái thì sẽ là 150.000 2 cái nhá. A26 có màu đen và màu kem. Có từ size S đến size XL. Size lớn nhất các chị dưới 57 cân cho em nhá.
26 cái này được. 2 con là 30.000 ạ. 79.000 một quần, khóa đằng sau. Mua 2 cái thì sẽ là 150.000 2 cái. Ok cho mọi người, nhìn đằng sau cho em này. Khóa đằng sau và cái quần này là quần nâng mông. Các chị sơ pin cũng được, mà mình mặc ở nhà cũng được luôn. Mình mặc đi chơi cũng rất là ok với con là quần quần này. A26 nhá, quần này em bán quá nhiều luôn. Các chị này, nhìn ở đằng sau em này, đơn giản nhẹ nhàng thôi. 79.000 một quần, nó là giống chất vải luôn. Bao đẹp nhá, và kèm size luôn giúp em, kèm màu nhá. Ok, 79.000. 79.000 A27 nhá. A26 chứ. 79.000 A26 khóa đằng sau, 79.000. Mình lấy size nào mình chốt size đấy cho em. Có 3 trên 4 màu ạ. Ok. 79.000 cho em nhá, 79.000. 79.000 A26 ạ. Tiếp kèm này. A26 79.000. 226 cho em nhá. Đây là lấy đen. Ok. Chị nào lấy 26 thì mình comment là 26 cho em, 79.000. 79.000 một quần. Được chưa các chị ơi? Quần sóc vải hàng đẹp cho em, bao hàng đẹp cho các chị luôn, 79.000 nhá. 79.000 một quần A26. A26 79.000. Đây chỉ có một mã thôi. A26 cho em nhá. Ý là lấy quần. Thế hết kem đúng không? Cái này mà lên thêm được. Có rồi nhá chị ơi, 79.000. 79.000 A26 ạ. Chị nào lấy 26 thì mình comment này. Anh bỏ gọn được kìa. Ai? 79.000 A26 ấy. Bác nào lấy 26 thì mình chốt 26 cho em, 79.000 một quần. Bao vào đẹp cho các chị luôn. Cứ đến mùa hè nhé, em phải bán quần này. Không biết cứ đến mùa hè là bán quần này được các chị. A26 mọi người nhá, 79.000. 79.000 A26, mua 2 cái thì sẽ làm tính các chị 150.000 luôn. Anh lô bác cái quần sóc vải mình ra đây đi. Xem còn loại nào và quần bom đấy. Quần sóc vải chứ mình. A26 cho em mọi người nhá, 79.000 A26. Chị nào lấy 26 thì mình comment là A26 cho em là ok. Sẽ có từ size S đến size XL. Size to nhất là các chị cứ dưới 57 cân cho em. Được chưa? Các chị nhìn cái màu kem cho em này. Chất vô cùng đẹp luôn. Mùa hè bằng cái này sướng lắm các chị ạ. Cái hàng này nhà em chỉ có một lớp nên cực kỳ là mát các chị. Thời tiết này không mặc được hai lớp đâu các chị ạ, chỉ có mặc một lớp là ok nhất. 79.000 nhá. A26 và kèm size luôn giúp em, có S, có M, có L và có XL. Mình lấy size nào mình chốt cho em là A26 và kèm size là được nhá, hoặc để lại cân nặng nha các chị ơi. Các chị cứ lên A26 không có size, không có mã là em không chốt được đâu, hoặc không có cân thì nhà em không đo được cái size của các chị thì nhà em sẽ không chốt được đâu nhá. Được chưa? Chị nào lấy 26 thì comment là A26 cho em nhé. Với giá là 79.000. Ok mọi người, sang quần này cho em này. Quần này em sale luôn cho mọi người nhé. Lên màu trắng trước đi. Quần này em vừa bán vừa tặng các chị đi. Có màu kem size L. Dã man cái quần này các bác ơi. Đẹp chưa? Màu trắng nhá. Có size S, size M, size L, size XL các chị dưới 58 cân cho em. A27, quần sóc trắng trước này. A27 cho em mọi người nhá. Có M. Sale nốt cho các chị đi. SML nhá, A27. Em bán tặng quần này cho mọi người luôn. 59.000. A27 cho em màu trắng nhá, có S, có M và có L. Chất dày dặn co giãn này, co giãn vừa phải. Em bán tặng mọi người 59.000. A27 cho em. A27 nhá, 59.000 SML. ML A27 này, mình lấy size nào mình chốt size đấy cho em. S là các chị dưới 51, M là các chị dưới 53 và L các chị dưới 56 cân cho em là ok nhá. 59.000 A27. Form đẹp, dáng đẹp, chất của nó thì bao đẹp luôn các chị nhá. A27 cho em là ok, với giá là 59.000. 59.000 A27 nhá. Ok. Thì thấy có 5S 5M. Cái này không xỉ nhá con. 59.000 A27 ạ. 59.000. Chị nào lấy A27 mình chốt A27 cho em nhá. 59k. Sale luôn nó có chỉ 59.000 A27. 59.000 một quần. Rồi chào mã này làm chiên mọi người đấy, đằng sau cái kéo khóa cho em này. Đằng sau là kéo khóa như thế này nhá mọi người. Rồi chào. Chị nào lấy 27 thì comment là A27 cho em là ok nhá. 59.000. 59.000 đồng. A27 59.000. Mã này sale luôn các chị đã. Sale mọi người mã này thôi. Bình thường không có giá này các chị mặc trùng mông cũng đẹp. Mình mặc cái áo crop top hay cái gì rất là xinh, cặp cao nhá. Cặp cao không phải là cặp trễ nha các chị ơi. 59.000. Chất bao đẹp, mùi tím nhỉ. Chị ăn ngủ có size M.
gì đó. Ngon. Cho em nhá, 59.000. 59.000 là 27. Thế là chị không hợp với ông ấy rồi em ạ. Ở đây mãi không chốt được đơn. 27. 59.000 cho em nhá. Chị nào lấy 27 mình chốt 27 cho em. 59.000. 59.000 là 27. Còn mã quần sót nào không? Em thấy có một mã quần bom đắt ở trên kệ. Có cái mã quần quần logo em ở đây. 27 cho em nhá. Chị ăn nốt mọi người 59.000. Em ơi chắc đẹp lắm. Cái quần này thì các chị mặc với cái gì cũng xinh. A27, 59.000. Chị nào lấy 27 thì mình chốt 27 cho em nhá. 59k, màu nào cũng đẹp, màu nào cũng xinh. Tới dạng cứ lên đúng mã cho là đường nhá. 59.000 A27. Em cho tao phải em 80 rồi cơ. Mấy cái con ở trên truyền hình em là 56 nè à, 62 rồi. Thế eo mình chả eo phải 80. Em mình phải eo 80. A27 đấy, quần đẹp chưa? Nào các chị ơi, A27 cho em nhé, hôm nay bung lụa quần đi. Dã man các loại quần. A27 của em 59.000 nha, A27 có, em có bộ lửng. Chị nào lấy 27 thì chốt 27 cho em nhé, 59k. Hôm nay nhiều quần lắm, hôm nay tổng kho để hôm nay, tối nay về. Nói chung là quần thì không bao giờ các chị gọi là bị ế hay như thế nào. Quần thì các chị không mặc mùa hè được, mình mặc mùa thu. Riêng những cái quần này mặc mùa hè bao mát cho em nhé. Chắc rất là mềm và mát luôn. Bán tặng các chị 59.000. 59.000 nhá, A27. A27, 59.000. Chị nào lấy 27, mình chốt 27 cho em nhé, 59k. Áo 2 tay em có rồi mà, hôm qua em có lên rồi mà. Năm chín nghìn là 27. Kim Nguyễn 2G ạ. Ok, chị nào lấy 27, mình chốt 27 cho em nhá. Ok, qua các chị ơi. Qua cho em màu nâu mọi người này. A28 ạ. Thế tao mới gọi em gái chứ. A28 mọi người ơi. 59.000 sang màu kem hộ em ạ. Màu nâu. A28 mọi người nhá. 59.000 màu nâu đỉnh chưa. A28 ạ. Đồng ý được gọi em gái cho lại còn. A28 mọi người nhá. 59.000. Form này. Dáng mặc lên quá là đỉnh luôn. Màu nâu cho em, màu nâu trà đỉnh luôn. 59.000 A28 hộ em SML nhá, cái này không có nhiều. Cái này làm sale các bác đấy. Bình thường không có giá này đâu. Màu nâu có 27 CM. Ok, màu nâu A28. A28 cho em nhá, 59.000. Và S. Chị Hương Giang có size M 27 ạ. Anh ơi lấy thêm cái túi ở đây. 1, 2, 3, 4, 5. Chị Hương Anh có 27 CL. Rồi nhá.
giãn chị ơi, nó co giãn vừa thôi. Em không biết là chất liệu gì, em rất là mù màu với chất. Được cái là em chỉ biết chất đẹp thôi, chứ còn em mù màu với chất các chị ạ, em không biết cái chất gì đâu. Các chị hỏi em nhiều khi là bảo sao bán hàng mà không biết chất gì, chỉ biết nó là đẹp thôi. Chứ nếu mà chuyên sâu về chất thì em không biết, tại vì là em không có phải nghiên cứu chất và em không phải là bán vải. Nên là em không biết chất gì cả, em chỉ biết chất đẹp. Ừ, mình mặc đẹp, mình mặc mát, bỏ máy giặt vô tư thì em lấy cho mọi người thôi. Các bạn hỏi em về chất thì là mù màu rồi. Mù về chất rồi đấy. A28 cho em nhá. Thật ra những cái chất mà nó đại khái thì em mới biết, nếu mà cái chất nó là chuyên sâu quá thì em lại không phải là chuyên môn, em không biết. A28 mọi người nhá, 59.000. Thật ra chị nào lấy A28 thì mình chốt A28 cho em. Các chị cứ mua nhà em là mình sẽ biết nó là form và chất như thế nào. Được chưa? 59.000. Nếu mà nhà em bán chất xấu ấy thì sẽ không bao giờ có khách xỉ và sẽ không bao giờ các chị mua lâu như thế, đúng không các chị? Mình mua một lần là mình biết nó hàng như thế nào thôi mà, giá và chất thế như thế nào. Đấy, chị nào lấy 28 thì mình chốt 28 cho em nhá. Còn 4 màu đen em lên nốt này. Hay cho các loại quần này. Hình như có 28 thôi mà. Rồi sang màu đen các chị ơi, sang màu đen cho em nhá. A29 ạ. Sang màu đen mọi người này, A29 màu em. Chị Hà My có 28 màu nâu size XL. Mà này còn ít lắm. SM M có tí, M có 2 cái. Chị Hoa Nguyễn có 28 1L 1S ạ. 1L 1S.
trọng và 29 sai lầm. Phần nào bán là 15. Còn đúng 2XL thôi. À, còn đúng cả 2XL. Còn không không. Hết phần sau cho anh. Chị Lo Nguyễn có 292 cái lầm. Chị ơi, máy này bao nhiêu nhỉ? A31. Bán tặng nốt cho các bác này, 65.000 một cái A31 đi. A31 cho em nhá, 65.000 A31. Chị nào lấy A31 thì mình chốt A31 cho em này. Quần giò váy em còn mỗi size to thôi. A31 cho em nhá, 65.000. Sẽ có cho mọi người là size M. Size M, size đến size 3X cơ. 65.000 quần này nhá, A31. Hai tang mát luôn, M, XL. Một gì rồi chị ạ? Đây mọi người ơi, dã man quần này A32 hộ em 89.000 A32. Chị nào lấy A32 thì chốt A32 cho em nhá, 89.000 quần này. Xinh chưa? 89.000 chất u mì cho em này. Cái này có sai gì không? A32 mọi người nhá, 89.000 hộ em. Hôm nay cho hết quần ở đây đi anh ạ. 32 89.000 cho em này. Một hộp quần cho các chị sắp luôn. 89.000 nhá. Xin thưa các chị, quần này ở ngoài shop đang bán là 130, ok chưa? Em bán cho các chị 89.000 A32 kèm size giúp em. Hình
Nếu có sai ML MLXL tờ dạng đủ 1G, có đúng 1G, chị nào lấy 32 thì mình cho 32 cho em. 89.000, các chị thấy cái viền đá của nó chưa? Nó là hàng 2 tang mác, chất u mì cho em nhá, không phải chất cotton. Được chưa các chị? Quần này thì bao hàng đẹp cho các chị luôn. Được chưa? 89.000 A32 nhá. 89.000 A32, chị nào lấy 32 thì mình cho 32 cho em. 89.000 A32 và kèm số cho em là được này, 89k. 89.000 nhá. Có 1 à? Ok. Sang cho em này là quần ngố này các chị này. Quần ngố cho em nhá. Quần ngố ạ. Dã man đẹp cho các chị ơi. 85.000 A33, 85.000 nhá. A33 cho em là được. 85.000 đồng A33 này. Chị nào lấy A33 thì mình cho A33 cho em nhá. 85.000. Quần nhá mọi người ơi. 85.000 A33 sẽ có cho mọi người như đủ size đấy, quần ngố ạ cho em nhá. L thì ăn đủ cũng không đi ba ba. Không thì có S và L thôi. Em chỉ có L. Bây giờ còn mỗi L và S thôi. A33 nhá. A33 đang còn đấy con. Tôi chốt rồi các chị nhìn gì đặt tên tôi nữa nhở. A33 mọi người nhá. Em cứ chốt lẻ đi. Chị nào chốt gì thì chiều lấy thêm. 85.000 có S và có L. S, M, L, X, L. Đủ gì? A33 thì kim ủy có 2G. Ok. Thì trang lứa có 2G. 85.000 quần ống số đây. Ăn cũng có 1G. Được chưa? Chị nào lấy A33 thì chốt A33 cho em. 85.000. 85.000 A33 nhá. Chị nào lấy 33 thì mình có bên 33. Hôm nay là bữa tiệc về quần. A33 cho em mấy hôm bán nhiều váy áo quá. Bây giờ quần nó đang bị ở lại ở kho này. Giải cứu cho em đi. F1L. Ok. Quần 3 ly vải này. Cho mọi người A35 của
em nhá. 79 thì 79 thì A35, chị nào lấy size nào thì mình chốt size đấy cho em là ok nhá. 79 thì A35 có S và có M. M chị Ánh Vũ luôn này, ok hết luôn. Quần này em không biết là quần gì. À, chân váy hôm qua chị. Quần này em còn đúng quần gì nữa chị này. A36 cho em nhá. Quần giả váy. Quần M, L. Quần M và L. Em bán tặng cho chị 49.000 A36, M và L nhá. A36 của em 49.000 A36 này. Chị nào lấy A36 thì mình comment là A36 cho em nhá. 49.000. Quần giả váy, ok. Chị Kim Nguyễn có 1G à? Chị Kim Nguyễn có 1G nè. Hết hết M này. 49 này. M, L này. Còn hai cái L thôi. Còn hai cái L thôi chị nhá. Trắng, đen, vàng cho em nhá.
quần đùi 55 cân đổ về. 49.000 một cái. 49.000 một cái, mã bay một cho em nhá. Màu nào cũng đẹp, màu vàng đây. Đã mà luôn. B1 cho em nhá. Ừ. Ok chưa? Ra năm báo hôm nay đóng quần vải về đấy. B1. Đã một đủ màu này. Kem nâu đen vàng trắng. Ở trong kia. B1 cho em mọi người nhá. 549.000 một cái quần, mã B1 hộ em mua 2 cái thì em tính các chị 49.000. Mua lẻ một cái thì sẽ là 59.000 hộ em nhá. Không còn đâu chị ơi, đen vàng đúng không? Bây giờ quần đấy thì lấy nốt thôi nha chị nhá. Bây giờ hàng sale mà. Đây, cô đưa chị kim nhẫn này. Hết B1. B1 em hết hàng nhá mọi người ơi, hết B1 luôn. B1 em hết hàng này. Rồi em không biết cái mã này là mã gì luôn. Tại vì nó về nhiều quần quá. À đây 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 đây. Quần lúc nãy đi hay không? Khác đúng không? B2 hồi em có chị này. 85.000, cái này là quần sớ. Nhưng mà lấy có vi cân ở đây. B2 nhá. 85.000 hồi em mã B2. Chị nào lấy B2 thì mình chốt B2 cho em 85.000. Đây là còn một cái màu vàng này. B2 85.000. Em hết B1 à? B2 nhá chị nhá. Đây đây. Cái quần nó là như vậy, cho em một vi cân ở giữa này. Quần này cũng xinh. Nói chung toàn quần đẹp thôi, chất vải thì các chị yên tâm. Mã B2 cho em mọi người nhá, 85.000 đồng mã B2. Chị nào lấy B2 thì cho B2 cho em nhá, 85.000. B2 và kẹp số kia là ok. B1 em hết hàng rồi. B2 chỉ có size không có màu. B2 cho em nhá, một khi chị đang ngủ là hết này. B2 85.000 cho em nhá. Áo hết nó mặc không bán. Quần này là giống em này. Nó giống lúc nãy em gọi đúng không? Đây, giống lúc nãy đây. Em vừa phải mà. Cái này thì đủ vui đi này. M thấy có mình M. Mình M với XL. M và XL. Em hết B2 rồi nhá. Tối nay về nhiều quần lắm. Quần lúc nãy á, mấy chị mới chịu đi đó thôi đấy. Sang chân váy cho em mọi người này. Mã B3 cho em nhá. Em bảo tặng nốt cái chân váy ung mì này cho các chị 49.000. Mã B3 cho em. Có quần ở bên trong. Chị nào lấy B3 thì mình cho B3 cho em nhá. Có quần ở bên trong này. 49.000. 49.000 đồng mã B3 nhá. Chị nào lấy B3 thì mình cho B3 cho em. Chân váy này các chị mặc với áo gì cũng xinh. 49.000 hàng một size 55-56 cân đổ về cho em là bao vừa. Có quần ở bên trong hết nhá mọi người. Chân váy ung mì xếp tầng này. Em bán tặng các chị 49.000 mã B3. Chị nào lấy B3 thì mình cho B3 cho em nhá. 49.000 đồng một chân váy. Đợi dạo có, cái này có một size thôi. Cái này các chị cứ 55-56 cân đổ về cho em là ok nhá. 49.000 mã B3. Ai lấy B3 thì mình cho B3 cho em nhá. Các chị chỉ có lên số lượng thôi. 49.000 mặc với cái gì cũng xinh. Mặc với áo không hay là áo sơ mi, cái gì cũng đẹp luôn. 49.000 B3 nhá. Chị nào lấy B3 thì mình cho B3 cho em là ok. Chị giác ngộ 2 B3. Ok, chị giác ngộ 2 nhá. Mã B3 cho em mọi người nhá. 55-56 cân đổ về nên các chị không cần chốt size đâu. Chị Hương Đại có B3 à? Chân váy này mọi người chỉ cần chốt cho em là B3 là ok rồi. Vì nó có bo chung co giãn nhá. 49.000 mã B3. Chị nào lấy B3 thì mình cho B3 cho em nhá. 49k. B3 và kèm số cho em nhá. 49.000. Form đẹp, chuẩn chỉnh đẹp cho các chị luôn. 49.000 mã này. Chị nào lấy B3 thì mình cho B3 cho em là ok nhá. 49k. Chất co giãn thoải mái, 55 cân đổ về. Chất này, nó là dập ly như thế này nhá mọi người, dập ly như thế này cho em này, có dập ly. Son sen 2 B3 ạ. Son sen 2 này. Chị Hoàng Hương có B3. Chị Hoàng Hương này. Valentino có B3. Valentino này. 49.000 một cái cho em mã B3 nhá, 49.000. Bác nào lấy B3 thì mình cho B3 cho em là ok, 49.000 đồng. B3 và kèm số cho em mọi người nhá, 49.000. Chị nào lấy B3 thì mình cho em mã này là B3 là ok, 49.000. Nhân Trần có B3. Nhân Trần này. Ok, 49.000 cho em mã B3 nhá. Bác nào lấy B3 đồng chí cho B3 đi. Em hết B2 rồi. Cái này chỉ có một mã chứ mấy anh. Ok mọi người ơi, quần ba nghi vải cho em này, mã B4 nhá. Quần này thì siêu đẹp.
có từ size S đến size XL. Mã số cho em là B4 này, 109.000 một quần. Có S đến XL cho em mọi người nhá. Mã B4, 109.000. Quần này thì bao đẹp quá chị ơi. Em có một cái này em mặc rồi, đẹp vô cùng luôn này. Mã B4 cho em mọi người nhá, 109.000. Đây, quần đẹp vô cùng luôn. Hôm trước chị nào mà tranh quần này các chị lên luôn này. S các chị dưới 50, M các chị dưới 52, M các chị dưới 54 và XL các chị dưới 56 cân cho em. Quần này thì nhà em năm nào cũng bán luôn các chị ạ. Không xù vải, không bay nhão cho em. Mã B4 nhá các chị ơi. Kèm size hộ em 109.000 một quần. Quần vải đẹp cho em này. Được chưa các chị? Nó khác xa cái quần lúc nãy em bán cho các chị 79.000 là hoàn toàn luôn. Khác xa hoàn toàn mọi người nhá. B4 cho em là ok với giá là 109.000 một quần. Quần này là dáng côn cho em nhá, quần bông này. Đẹp chưa các chị ơi? Mặc bỏ máy ra thoải mái cho em mà mặc lên dáng quá là đẹp luôn cái quần này. B4 nhá, 109.000 cho em. Chị của em thấy một thôi có B4. Hay gì em? Chị ơi cho em xin xa luôn ạ. Ok. Chị út hến có size S ạ? Út hến size S này, 109.000 cho em được chưa các chị ơi? Size XL các chị nó 56 cân cho em nhá. Chị chuồng ớt có size L. Chị còn thấy quý vong có size XL. Ok. XL này, 109.000 một quần. Mã cho em là B4. B4 109. Chị đánh có size XL. Ok, size M. Quần Fendi 50.000.
À 55.000. 55.000 đồng nha. Chị nào lấy quần Fendi thì comment là quần Fendi cho em 55k. Quần Fendi hộp nhá mọi người nhá, Fendi hộp luôn. Bác nào lấy Fendi thì comment là quần Fendi cho em nhá, 55.000. Size M nhá mọi người, con này là size M. Size M nha các bác nha. Chị Hải Lý đi là quần Sally. Quần Fendi của em thì là quần Sally. Quần Sally. Quần Fendi. Ok. Lấy áo Fendi luôn nha. À, áo bộ lụa nha. Em hết cũng Fendi rồi. Bộ lụa các chị ơi. Bộ lụa cao cấp cho em này. 60 cân đổ về cho em nhá. Bộ lụa cao cấp này. Hôm nay em bán tặng cho mọi người nốt này. Bộ lụa cao cấp cho em nhé mọi người. Hôm nay em bán tặng nốt cho các chị bộ lụa này luôn. Hôm trước đang bán 150.000. Hôm nay bán tặng các chị nốt này. 129.000. Mã số cho em là B gì nhỉ? B5 đi các chị nhá. Bộ Fendi, à cái bộ lụa này thì các chị biết rồi đúng không? Mã B5 cho em. 129.000 mã B5. Cả một bộ 60 cân đổ về cho em. Bộ này mặc mát lạnh luôn các chị ơi, chị nào mà mua được cái bộ này thì em là biết này. Chất mặc chỉ có bao phê nhưng mọi người, nó mềm mà nó nhẹ chứ không có, nó không có nặng đâu. Riêng cái này thì bao mềm cho em, được cho các chị. Với giá là 129.000 một bộ, cái này là dòng lụa cao cấp. Chị nào lấy thì comment cho em cái này là B5 nhá. 60 cân đổ về em còn màu hồng. Anh xem còn màu gì không? B5 cho em mọi người nhá, 129.000 bộ lụa này. Chất mềm đẹp vô cùng. Bác nào lấy B5 thì mình cho B5 cho em nhá, 129k. Đây, 60 cân đổ về cho em mặc. Ok mã này, bộ lụa nhá, chất đẹp lắm luôn ấy, mềm nhẹ mát. Các chị cứ nhìn cái mác này, dây treo này, đến cái túi đựng của nó là các chị biết rồi. Rồi dạ, 129.000 mã số cho em là B5. Có một màu duy nhất, chị nào lấy B5 thì mình cho B5 cho em nhá, còn mỗi màu hồng. 60 cân đổ về cho em bộ này. 62 cân. Chị nào lấy B5 thì mình cho B5 cho em nhá, bộ lụa đẹp. Ok chị Trang hứa hai bộ này. 129.000 bộ này cho em nhá. Em còn vẫn đang còn xem bộ của anh phía trước mặt anh luôn. B5 cho em mọi người nhá, 129.000. Chị nào lấy B5 thì cho B5 cho em là ok. Ok. Bộ này không lấy thì không biết lấy bộ nào luôn các chị ạ. Hôm trước đang bán 150.000 đấy. Hôm trước đang bán 150.000 luôn mà hôm nay bán tặng luôn các chị có 129.000. Mã B5 cho em nhá, 129. Ai lấy B5 thì mình comment là B5 cho em, túi đựng xịn sò như thế này. Bao 60 cân đổ về cho em nhá, không bay không xù đâu. Cái này các chị bỏ máy ra thì vô tư rồi. Chất rất là mềm và đẹp luôn. Mã B5 129. Chị nào lấy B5 thì mình cho B5 cho em nhá. Hai bộ này cho em bộ hợp white này. B6 mọi người nhá. 119.000 mã B6. Trời ơi. Cái bộ hợp white cho em này. B6 của em 65 cân đổ về các chị ơi. Được chưa? Với giá là 119.000 mã B6 bộ hợp white. Bác nào lấy B6 thì cho B6 cho em nhá. 119.000 mã B6 này. Ai lấy B6 thì cho B6 cho em, 65 cân đổ về nhá, bộ hộp white này. Các chị mua lẻ một cái áo là 95 đến 99.000 rồi, em bán cho mọi người 100.000 rồi. Bây giờ cả bộ có 119.000. Mã số cho em là B6 nhá, bộ hộp white này. Chị nào lấy B6 thì mình cho B6 cho em nhá, bộ hộp white màu hồng. 65 cân đổ về cho em là ok đó chị thấy không? B6 nhá, 119 ạ, bộ hộp white. Ok. Đang bộ B6 này. 119.000 bộ này cho em nhá, bộ màu hồng. Chị nào lấy B6 thì mình bình luận là B6 cho em, bộ hộp white này, đằng sau có hình này. Xinh dã man luôn, 119.000. Ai lấy B6 thì mình cho B6 cho em nhá, 119 ạ. Em còn đúng 2-3 bộ nữa là hết thôi. Ok. Bác nào lấy B6 thì mình cho B6 cho em nhá, 119 ạ. Ok. Trang hứa có B6. Trời ơi, chị ơi, màu đen sang cực kỳ đó chị ạ. Mã B7 cho em này. 119.000 nhá, đang hot hot dã man luôn. B7 các chị ơi, 119 ạ. Chị nào lấy B7 thì mình cho B7 cho em. Trời ơi, xinh quá các chị ơi, dã man luôn. B7 cho em mọi người nhá, 119.000. Ai lấy B7 thì mình comment là B7 cho em là ok. 119 nhá, bộ màu đen này. Ợp white màu đen, 65 cân đổ về. Bác nào lấy B7 thì mình cho B7 cho em nhá, 119 ạ. B7. Chị giác ngủ có B7 ạ. Giác ngủ B7 này. Chị Sơn xe có B6 này. Ok. B7 cho em nhá, 119. B7, 119.000.
hết B5 rồi. Bác nào lên B7 thì mình cho B7 cho em nhé, 119. B5 cho em nhé, 110, à B7, 119.000 bạn B7. Chị nào lên B7 thì mình cho B7 cho em là ok, 119 á. B7 là kèm số cho em nhé, 119.000, bao xinh bao đẹp các chị ơi. Bộ hộp quay màu đen thì quá là xuất sắc rồi. Màu đen nhá, mã B7, ai lấy B7 thì mình cho B7 cho em, 119.000. B7 và kèm số cho em nhé, 119 form này. Chuẩn chỉnh hàng đẹp cho các chị luôn nhá. Bác nào lấy B7 mình cho B7 cho em, 119.000. Ok, chị Ngân tặng B7 này. Rồi, còn một bộ màu xanh. Còn đúng từng đây à? B8 các chị ơi, màu xanh à? Đúng rồi thế. B8 các chị ơi. B8 các chị ơi, B8 hộ em này. B8 mọi người nhá. 119.000 mã B8. Chị nào lấy B8 thì cho B8 cho em bộ màu xanh này. Bộ màu xanh này cũng đẹp, mã B8, 119 nhá. Ai lấy B8 thì mình cho B8 cho em, 119.000. Mã B8 này. Ok, áo này em còn ít em sale các chị này. Khẩn trương cho em mã này mọi người nhá, mã B10, áo đá này. Em bán tặng luôn cho các chị này, nghe giá giật mình luôn nhá. 69.000 một áo, mã B8 cho em, 69.000. Chị nào lấy B8 thì mình cho B10 đi. Mã này là B10 đi, 69.000. Có màu hồng. Mã B10 cho em nhá, 119. B10 áo đá cho em này. Em cổ có B8 ạ. Chị nào lấy B10 thì mình cho B10 cho em nhá. Một à bao nhiêu ạ? 69.000 áo đá, 69.000 một quân hoa này. Em hết B10 rồi chị. Nào lấy B10 thì mình comment là B10 cho em. Thay bộ quay vào chỗ đâu không anh? B10 cho em mọi người nhá. À cái bộ lông cơm ấy chị sang xem. Nếu mà hàng em đang bán là 120 thì em xả lỗ chị là 95.000. Còn những cái lông cơm kia thì em xả rẻ hơn. Chị ok thì để em lòng nhá. B10 cho em mọi người ơi, B10. Được chưa, áo đá cho em này. B10 nhá, đỉnh chưa? Chị nào lấy B10 thì comment là B10 cho em, 69.000 áo này. B10. Ok, 60 cân đổ về cho em hàng túi zip xịn như thế này nhá. Em bán tặng cho các chị với giá là 69.000 mã B10. Rồi đặt sale cho các chị 69.000 nhá. Đá thì không bán rẻ hơn rồi các chị ạ. Tại vì đá nhập vào đã cao rồi. 69.000. Chị Ngân Phạm này. Ok, chị nào lấy B10 thì mình cho B10 cho em nhá, 69.000. 69.000. B10 vào kèm số cho em nhá, 69.000 mã B10. B10 em còn một cái màu đỏ, chị nào lấy đỏ cho đỏ cho em nhá, 69.000. Còn một cái màu đỏ nữa, bác nào lấy đỏ cho đỏ. Ô, sao vẫn còn hai set này à? Ừ, ta bị lên nốt này này. Chân luôn, dã man. Ok, để chiều lọc hết cái bộ túi zip của chị Sơn Sen nhá. Ok mọi người ơi, B11 này. B11 các chị ơi, mặc lên nút luôn à. B11 các chị ơi, áo nắng dài á, áo nắng dài là gì chị? B11 cho em nhá, 99.000, áo lanh hay là áo thông thôi? B11 chứ còn vải thôi em không lấy. B11 các chị này, 99.000 set này cho em B11, tự nhiên hôm qua bị sao sót hai set. B11 cho em nhá, 99.000, 53-54 cân đổ về. Set này đi biển thì xinh dã man rồi, 99.000 B11. Áo nắng dài các chị này. B12 nha mọi người nhá. Áo nắng dài. Áo nắng dài cho em B12, nó là vải lanh, chắc mát lắm. B12. Áo nắng dài cho em mọi người nhá, B12. Với giá là bao nhiêu các chị ơi? Chị Kim Nguyễn đâu có lấy cái đấy đâu. Chị Kim Nguyễn vẫn chưa đi ngủ à? Em tưởng nãy giờ chị không chốt từ chị đi ngủ. B12 là áo nắng dài cho em này. Chất liệu của nó là vải lanh nhá mọi người. Vải lanh. Đây đây. Mát lắm. 60 cân đổ về cho em B12. Vải lanh 2 lớp 150.000. Hàng này bán ở ngoài shop là 300 mấy, khoảng 200 mấy đấy. Em không biết nhưng mà em bán tặng cho chị 150.000. Có kèm theo khẩu trang nhá. Em phải để lại cái để đi lấy hàng. Mát cực kỳ. B12 cho em này. Cái này là vải lanh rắn dài cho em. Bác nào lấy 12 thì mình chốt 12, mặc đồ 2 kiểu nhá mọi người. Mặc đồ 2 kiểu cho em đây. Em mặc thì thành con lu luôn. B12 này, được chưa? Có chỗ tay rộng này, che được cả cái phần ống tay cho các chị này. Chị ngăn phản không? Em hết 11 rồi.
Bạn ơi, mình mới lấy hàng nên bạn thông cảm nha. Mình chỉ lấy những cái chỉnh sửa. Lấy 18 cái thì sửa lại lấy có 3 cái. Lấy 10 cái thì sửa lại lấy có 2 cái nữa là làm cho anh em cái câu này cho các chị. Lần này mình lấy hàng xem chất thế nào, nếu ok lần sau mình lấy tiếp. Em nói thật các chị nhá, kiểu khách như thế nhà em không cần, bảo chị không lấy thì mất cọc. Mè like gọi là rát hơi bỏng cổ đi, đặt cho thật sang miệng. Đến lúc lên đơn lại bảo chị là lấy thử xem chất nhà em như thế nào. Nói thế các chị có nghe được không các chị? Đã gọi là sao nhỉ? Em bảo các chị rồi, không tin tưởng thì mình không nên mua, mất công thì giờ giữa đôi bên. Chứ nhà em cũng không phải rảnh rồi tiếp những cái thành phần như kiểu đấy, đúng không? Thà mình lấy lẻ thì đấy. Còn đây lấy lấy xỉ thì phải chắc chắn. Ừ, nhà này hàng ok mình mới lấy, chất đẹp, giá rẻ mình mới lấy. Để em nói sao là những chị mà mình mới mua xỉ nhà em thì nên lưu ý. Chứ đi đâu các chị cũng thế thôi, cọc mà mình không lấy là mình mất cọc. Hoặc các chị ví dụ như một mã đấy các chị lấy nhiều thứ cùng một giá, chẳng hạn là lấy 15 cái nhưng mà các chị xả ra 12 cái rồi còn 3 cái thì không bao giờ là em chốt đơn cho các chị được chạm. Em một ví dụ như khách mua lẻ này, mua 2 cái xả ra một cái em còn không chốt đơn. Chứ đừng đây nói một khách mua xỉ mua 18 cái xả ra mất 15 cái của người ta rồi. Đấy là em bảo là hàng mua thử xem chắc có ok không, các chị xem có được không. Bực hết cả mình, không bảo chị không lấy thì mất cọc, có thế thôi. Mệt mệt với những thành phần như thế lắm các chị ạ. Mua lẻ thì không sao, mình mua xỉ là mình phải xác định ừ hàng nhà đấy ok, chất đẹp mình mới bán lại giao lại cho khách khác được. Chứ hàng nhà đấy xấu thì làm sao mình mua về mình bán làm sao được, đúng không các chị? Lại còn làm kiểu câu là lấy thử xem như thế nào, mệt lắm các chị ạ. Những cái kiểu đấy nhà em không tiếp nhá, không lấy thì thôi mất cọc. Chứ nhà em rất là dễ với các chị rồi đấy. Lấy có 22 rồi cũng không to tát gì, 1 triệu bạc các chị ạ. Có 12. Nhưng mà các chị đặt hàng mình không lấy, có 12 à? Mình đặt cho thật nhiều, lên đơn rồi mình lại xả ra. Ví dụ lên đơn chị lấy 30 cái, chị lấy chỉ cần lấy 10 cái thôi. Chị ấy về xem chất, chất ok chị lấy tiếp. Xin thưa với chị là lần sau không bao giờ đặt hàng em được nữa. B12 dùm em, thử với chả nếm. Em bảo chị này, bên em không chấp nhận kiểu đấy. Một là chị lấy hàng thì bên em trừ cọc cho chị. Hai, chị mà xả hàng như thế là mất cọc. Ok chị nhá. Ok mọi người. Đấy, kiểu đấy là em chịu luôn, bực lắm. Không làm gì được. Ok mọi người, B13 hộ em nè. B13 nhá. Cái này thì em có một size chị ạ. Có nhiều màu, đây. Có nhiều màu lắm nhưng mà em chỉ có một size này thôi. Size này thì em đã chọn size là nói chung là cái form may là các chị dưới 60 cân cho em vẫn mặc vừa. Vì đằng sau thôi thôi không hứa nữa, không hứa không xin sỏi nữa. Một nói vuông mét một câu như vậy. Đây các chị, có kèm theo khẩu trang cho em nhá. Cái này có kèm theo khẩu trang. Thời gian cái này có kèm theo khẩu trang. Bình thường các chị mua cái khẩu trang này là tầm mấy chục nghìn rồi đúng không? Nhưng mà cái này kèm theo khẩu trang nó là vải lanh. Nên yên tâm nó là vải lanh hai lớp cho em thì chống nắng tuyệt đối được các chị rồi. B12 rồi sang bộ này cho em nhá. Nó có nhiều màu lắm, nó chỉ có những cái kiểu như thế này thôi. Nó có màu như thế này cho em nhưng mà nó có nhiều kiểu khác nhau. Nó có nhiều kiểu khác nhau chị ạ. Đây, kiểu của nó đây. Đây nhiều kiểu khác nhau, có thể là cái hình này. Nhưng cũng các chị mặc nó hai kiểu mà nó là hai màu. Lột trái cho em thì là hình này. Đây. Nó có chung là nó có thể là hai màu khác nhau hoặc hai màu giống nhau. Đấy chị nào lấy thì còn bên là B12 cho em nhá. B12 cho em là ok. 95.000. À quên, 150.000 B12. B13 mọi người này. B13 các chị nhá. B13 hộ em, bộ này em bán tặng các chị nốt 95.000 bộ quần ngố. Mã này các chị lên cho em, mã này là B13 nhá, bộ này còn nhớ. B13 các chị nhá. Bên Mỹ có 12. B13 em còn mấy bộ thôi, 95.000 nốt này, bộ giấy. Chất đẹp lắm, cái này các chị dưới 57 các đổ về cho em giấy nhá. Bộ giấy ngố B13. Sao lần nào các chị cũng nói câu đấy với em á các chị ạ? Lần nào cũng thế. Em ơi sao em khó vậy? Em ơi sao em như thế? Các chị được gặp trường hợp của em xem các chị có sôi máu không? Đặt cho gọi là bằng cố nhá, chốt cho bằng được. Thì mình ngủ có 13. Rồi đến lúc mình kiểu như thế, các chị cứ đặt hàng rồi mình bị người khác như thế, cú máu rồi các bạn. Em là dễ nhất bị mắc bụng cho các chị rồi. Em 13. Có 13. Không chửi bới, không nói nặng các chị nhưng mà nói làm sao mình buôn bán làm sao mình cho nó chỗ đây cho nó thẳng ra luôn.
Không nhiều chị mình lại bảo là nhiều chị mua xỉ lại thắc mắc nhà em. Được chưa? Các chị đi đâu cũng thế. Mình mà cọc mình không đặt hàng người ta không xả. Chỗ rẻ nhất thì các chị được lấy lại 50%, nhưng mà đây chị ấy tức các chị xả không xả hết đâu. Ví dụ như một mã lấy 15 cái chị để lại có lấy có 3 cái thôi. Còn 15 cái kia thì không lấy, bây giờ em bán cho ai? Bán chim. Rồi sao cái mã này là B14 các chị nhá. 95.000 bộ này cho em luôn này. B14 ạ, 95.000, B14. Chị nào lấy B14 đi cho B14 cho em nhá. Cái này các chị dưới 57 cân đổ về, B14 ạ. Áo nắng u mì. Áo nắng u mì dáng dài chị thì tối nay em có luôn mà. B14 cho em mọi người nhá, 95.000. Tới dạ, chị nào lấy 14 thì mình comment là 14 cho em là ok, 95k này. B14 cho em mọi người nhá, áo giấy. Áo giấy hàng co giãn cho em là được mọi người nhá, B14, 95.000 đồng. Hoặc là bảo chị ấy bây giờ em lấy cho chị đủ 1 triệu nhưng em tính giá lẻ. Ok thì em chốt. B14 cho em mọi người nhá. 95.000 một bộ này B14. Chị nào lấy 14 thì mình chốt 14 cho em, 95k này. B14 cho em mọi người nhá. Son sen 14 này. Trời nắng đi cải vã chứ. Thả để làm khác còn hơn. Vâng, chị Giác Ngộ tí là kiểm tra đơn của chị Giác Ngộ xem đến đâu nhá. B14 hộ em 95.000, chị cho em xin số đặt hàng đi chị. Bác nào lấy 14 thì mình chốt cho em 14 này, bây giờ em kiểm tra luôn. Đấy dạ, bác nào lấy 14 thì mình chốt 14 cho em nhá, 95.000. 95.000 B14 á, ai lấy 14 thì mình comment là 14 cho em nhá, 95k. 95.000 B14. B14 cho em mọi người nhá, cổ giấy ngố. Chị nào lấy 14 thì mình chốt 14 cho em, kiểm tra luôn cho em bác. 0368. Chị ơi, đơn của chị đi đến Đài Sơn rồi. Đang đi phát kiện à? Đang đi phát kiện á chị, chắc là trong tuần này, à trong hôm nay là chị nhận được đấy. Nó báo là đang đi phát kiện rồi, áo em mặc không bán á. Rồi sang cho em này, đầm hoa tối nay em về nhiều đấy. B15 cho em mọi người nhá. 89.000. 115.000 đấy. Váy đúng không? 115.000. B15 cho em bộ hộp quai này. B15 các chị nhá, bộ hộp quai trắng đen B15. 119.000 B15. Chị nào lấy B15 thì mình cho B15 cho em nhá, 119 bộ hộp quai trắng đen. B15 cho em nhá, 119. Chị nào lấy B15 thì mình cho B15 cho em này. 119.000 mọi người nhá, B15 ạ. Ai lấy 15 thì mình cho 15 cho em. 119k nhá mọi người. Đưa cái bộ ngố nhà mình còn mấy chục bộ ở trên kệ đây. B15. Chị nào lấy B15 mình cho B15 cho em bộ quai màu trắng này. Trang hứa 15 này. 119.000 cho em nhá, B15. Chị nào lấy 15 thì mình cho 15 cho em bộ quai màu trắng ạ. Các chị về bán riêng áo cũng được, mình bán cả bộ cho em cũng được luôn. Với giá là 119.000 nhá, B15 bộ quai. Rồi sang bộ dây rồi, bộ râu cho em, bộ hoa quả này. Mã này các chị lên cho em mã này là B16 nhá. 89.000 một bộ này, B16 ạ. 55-56 cân đổ về. Chị nào lấy B16 thì mình comment là B16 cho em nhá. 85.000. B16 nhá. B16, 89.000 B16 ạ. 57 cân đổ về. Chị nào lấy 16 thì mình comment là 16 cho em nhá. 89.000. Bộ quả dâu, bộ này đang quá là hot này. Chị nào lấy 16 thì mình cho 16 cho em nhá. 89k. 55 cân đổ về các chị này. Đấy ạ, bộ quả dâu. Bộ hoa quả B16 đây mọi người nhá, 89.000. Chị nào lấy 16 thì mình cho 16 cho em nhá, 89k. 89.000 B16 thôi. Tôi nghỉ nhá. 89.000. Lại lên 18 rồi à? Ok, chị đang ngủ 18. Tụt view rồi đấy. B18 cho em nhá mọi người, 89.000. Chị nào lấy 18 thì mình cho 18 cho em nhá, 89k. 89.000 đồng. Bác nào lấy 18 thì mình chốt 18 cho em nhá, 89.000. 89.000 B18 ạ. À, lấy 18 thì mình comment là 18 cho em nhá, 89k. Ngang có 19. Ngang. Các chị cần thành cốc. Ngang có 18 ạ. B18 cho em mọi người nhá. Áo em mà không bán ạ. Hello
ơi chị Thanh Bình. Đây lên con này cho em áo trắng baby doll này. À một ngày em còn mấy bộ em sale lốt cho các chị nhá. Má này các chị lên cho em này là B20, bộ quần ngố. Bán tặng nốt cho các chị bộ này. 79.000 cho em nhá, B20. B20 cho em mọi người này, bộ quần ngố nhá. Bộ quần ngố cho em B20. Bán tặng nốt cho các chị 79.000. Rồi dạ, cái này các chị dưới 58 cân đổ về cho em B20, 79.000. Chị nào lấy 20 thì mình chốt 20 cho em nhá, 79k. B20 nhá mọi người. 79.000 B20. Chị nào lấy 20 thì mình chốt 20 cho em bộ quần ngố nha các chị ơi. Cái này các chị có tới 57 cân đổ về cho em. Bán tặng một bộ ngố cho các chị 79.000 B20. Quần ngố này chắc con giãn cho em nhá, được chưa ạ? 57 cân đổ về. Má nào lấy 20 thì mình chốt 20 cho em nhá, sale với chị 79.000. 79.000 một bộ B20. Chị Hải Lý 20. B20 giúp em 79.000 nhá. Chị Hải Lý này. Sơn sen có 22 bộ. Sơn sen 2 này. 79.000. B20 cho em là đường nhá. B20 79.000 hàng trong túi zip này. Hàng này là hàng trong túi zip cho em như thế này. Cái này các chị có dưới 55 cân đổ về là đẹp nhất đi. Tầm 55 cân đi. 55 cân đổ về mọi người nhá. 79k. Chị nào lấy 20 thì mình chốt 20 cho em nhá. 79.000. 79.000 B20. Bác nào lấy 20 nữa thì cho 20 cho em nhá. Cái gì đấy? Chung chín nào? Trang lộ của 20. Chung không trả lời. Rồi B21 cho em mọi người này. 79.000 luôn đi, dã man bộ này. B21 bộ quần ngố cho em. 79.000 mọi người nhá, B21. Chị nào lấy 21 thì mình chốt 21 cho em nhá. 79.000 xinh chưa? Em ơi bộ này thì không lấy thì không biết lấy bộ nào luôn. 79.000 cho em nhá, B21. Chị nào lấy 21 thì mình chốt 21 cho em này. 79.000. 60 cân đổ về nhá các bác ơi. 79.000 B21, chị nào lấy 21 thì mình chốt 21 cho em nhá, 79k. Rồi dạ, bộ này em bán tặng cho chị 79.000 bộ quần ngố nhá. 79.000 B21, chị nào lấy 21 thì chốt 21 cho em, 79k. Đang bộ 21. Ok. Chị đang bộ 2 này. 79.000 cho em mọi người nhá, bộ quần ngố. Bán tặng nữa các chị 79.000. Ok. Rẻ quá đúng không? Tính ra các chị quá hời, 40.000 cái áo, 40.000 cái quần. Đẹp dã man như thế này, 79.000 nhá. Chị nào lấy 21 thì mình chốt 21 cho em, 79k thôi. 79.000 đồng B21 ạ. À. Ai lấy 21 thì mình chốt 21 cho em nhá, 79.000. Form dáng rộng rãi thoải mái, ok cho các chị. 55 56 cân đổ về cho em nhá, 79.000 B21. Bác nào lấy 21 thì mình chốt 21 cho em nhá, 79.000. 79.000 một bộ thôi. B21 này. Ok. Lên cái bộ này cho em mọi người nhá, B22 giúp em này. Bộ núi này. Em bán tặng bộ này cho các chị luôn, 98.000 một bộ. 55-56 cân đổ về cho em bộ núi nhá, màu cam cháy. B22, 98.000 bộ này. Bộ này người ta đang bán buôn là 100.000 đấy, đang bán buôn là 100-101 rồi. Em bán cho các chị 98.000 B22. Bộ núi cho em nhá, có theo chữ Dior này, kẻ viền Dior luôn này. Thấy các chị thấy không? Kẻ viền Dior cho em nhá, cái này các chị dưới 55 cân đổ về cho em. B22 cho em là đường với giá là 98.000 B22. 98.000 một bộ nha các chị ơi. 55 cân đổ về này. Chị nào lấy 22 thì mình chốt 22 cho em nhá. 98.000 bộ này, B22. 98.000. Bác nào lấy 22 thì mình chốt 22 cho em nhá, 98k. Form rộng rãi thoải mái. Cái này các chị cứ dưới 55 đi. Dưới 55 cân đổ về cho em là đẹp. Sơn sen có 22 đủ màu. Ok, 98.000 này. Mỗi màu bao nhiêu bộ chị? B22 cho em mọi người nhá, 98.000. 98.000 B22. Chị nào lấy 22 thì mình chốt 22 cho em nhá, 98.000. B22 cho em là được. Cái này các chị có dưới 55 cân đổ về, chất đẹp lắm. Chất đẹp cực kỳ luôn các chị ạ. Không khác gì hàng người ta bán toàn 200 mấy đâu. Không khác tí nào luôn. B22. Chị nào lấy 22 thì mình chốt 22 cho em nhá, 98.000. 98.000 B22. Màu cam nữa là B22.
các chị này, B23 hộ em nhá, 98.000 màu đen. Chị nào lấy 23 thì mình chốt 23 cho em nhá, 98.000. B23, bác nào lấy 23 thì mình chốt 23 cho em nhá, 98.000. B23 màu đen. Xinh chưa? 98.000 B23 cho em bộ này. Chị nào lấy 23 thì mình chốt 23 cho em nhá, 98.000. Màu đen nhá mọi người nhá, màu đen thì sang rồi. Theo các chị này, có theo logo ở đây, 98.000 B23. Ok, chị nào lấy 23 thì mình chốt 23 cho em nhá, 98.000. Ok chị. B23 và kèm số cho em, 98.000 bộ này. Dior theo nhá mọi người. Chữ Dior theo mã B23, 98.000. Ok. 98.000 cho em B23. Chị Phạm Thị Hải Lý này. 98.000 nhá. Ok. B23 cho em là đường, 98.000. Một bộ thôi. Chị nào lấy 23 thì comment là 23 cho em là ok. 98.000 bộ màu đen. Sang màu này mới còn đẹp với chị này. Bộ nai thì em còn. À bộ nai em hết rồi. Đây đây. Không rõ lắm như ngày tối em xem nhá. Như bộ nai mà tay pha đúng không chị? Rồi các chị ơi, màu kem này em còn mấy bộ thôi. B24 mọi người nhá. Màu kem em còn mấy bộ B24 này. Chị nào lấy 24 thì mình chốt 24 cho em mọi người nhá. B24 là màu kem này. Tới đoạn 98.000 B24 màu kem. Chị nào lấy 24 thì mình chốt 24 cho em nhá. 98.000 B24. Vâng, như em không biết còn hay không. Các chị vào tối nay nhé.